Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 376, thầy giáo lưu manh. Không thể nghi ngờ hành động của Liễu Mộng hoàn toàn làm cho mọi người phải rung động, phải biết rằng con hổ này cũng 300 cân, nàng dễ dàng xách hổ lên rồi ôm vào lòng như gấu bông, điều này không biết phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới được. Cũng may lúc này Liễu Mộng vì vội vàng về may quần áo cho tiểu hổ nên đi rất nhanh, cuối cùng dứt khoát ôm hổ chạy vội. Tất nhiên điều này lại càng làm mọi người phải chấn động, nhưng đối với Lãnh Băng Băng thì đây là chuyện tốt. Liễu Mộng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nàng, như vậy cũng biến mất trong tầm mắt của đám người kia, sự việc đã coi như được giải quyết. Hạ Thiên dù rất muốn được thân mật với vợ cảnh sát tỷ tỷ, đáng tiếc là bây giờ nàng có việc bận, thứ hai là hắn cũng phải theo Liễu Mộng, cuối cùng chỉ còn cách bỏ đi. Nhưng trước khi hắn đi còn kịp ôm Lãnh Băng Băng hôn một cái, điều này làm cho nhiều người cực kỳ ghen ghét. Tên khốn kia là ai? Sao có quan hệ mật thiết với người đẹp cưỡi hổ, hơn nữa còn cực kỳ thân mật với cảnh sát chân dài gợi cảm này? Lãnh Băng Băng bị Hạ Thiên đánh lén, nàng cực kỳ xấu hổ và bất đắc dĩ, tên lưu manh này luôn là như vậy, luôn chiếm tiện nghi của nàng ở mọi trường hợp. Kiều gia, kể cả Kiều Đông Hải và Kiều Tiểu Kiều, đám người đều nhìn thấy Liễu Mộng ôm một con hổ tiến vào, dù ai cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này vẫn tuyệt đối câm lặng. Kiều Đông Hải thầm nghĩ, Liễu Mộng mạnh mẽ khủng bố như vậy cũng chỉ sợ chỉ có Hạ Thiên mới thu phục được, đàn ông khác sợ rằng chỉ cần nhìn nàng ôm hổ cũng đã sớm té đái ra quần, dù nàng đẹp như tiên thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên và Liễu Mộng, hai người điên đi cùng nhau thì đúng là quá đáng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Tiểu Kiều thì vẫn rất bình tĩnh. Chồng, chị Mộng, các người về rồi. Hi hi, Tiểu Kiều, em xem tiểu hổ của chị có đáng thương không? Liễu Mộng ôm tiểu hổ đặt lên mặt đất, nàng cười hì hì nói. Rất đáng yêu. Kiều Tiểu Kiều bình tĩnh trả lời. Chị muốn may quần áo cho tiểu hổ, còn cho nó đeo vòng trang sức, sau này chị dắt ra ngoài dạo phố, hì hì. Liễu Mộng có vẻ rất hưng phấn. Mọi người càng không nói gì, thì ra con hổ này đã sớm bị coi là thú cưng. Tuy chẳng có ai nói gì nhưng cả buổi chiều Kiều gia cũng vì con hổ này mà rất bận rộn. Kiều Đông Hải vốn định làm một chiếc lồng sắt nhốt hổ, như vậy dù sao cũng đơn giản, dù sao thì làm một chiếc lồng sắt lớn cũng rất nhanh. Nhưng Kiều Đông Hải đã tính, lộn chuồng, kế hoạch của hắn bị Liễu Mộng phủ quyết ngay, Liễu Mộng không muốn nhốt thú cưng của mình trong lồng sắt, ít nhất cũng phải có một địa phương rộng rãi mới được. Vì vậy mà địa phương nuôi hổ được quyết định, một khoảng đất rộng bằng hai sân bóng được dành cho tiểu hổ. Vì sự an toàn của Kiều gia và những người khác mà Kiều Đông Hải phải dùng rào sắt vây quanh khu đất này. Cứ như vậy mà Kiều Đông Hải huy động rất nhiều người, phải mất cả buổi chiều mới làm xong. Còn Liễu Mộng, nàng kéo các nàng Kiều Phượng Nhi may quần áo cho tiểu hổ, hơn nữa còn mặc thử, nếu không hài lòng sẽ phải đổi, vì vậy mà các nàng Kiều Phượng Nhi cũng bận tối mắt. Nhưng đến lúc này thì Hạ Thiên lại nhàm chán, vì hắn căn bản không thể xen vào, cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ Liễu Mộng có một món đồ chơi tốt là tiểu hổ, nàng giống như cũng không còn tâm tư để ý đến hắn. Hạ Thiên cảm thấy rất đáng chán, vì vậy hắn lập kế hoạch đi tìm vợ cảnh sát tỷ tỷ hoặc là đến bệnh viện đón Liễu Vân Mạn tan tầm, sau đó cùng nàng về nhà, đến tối lại làm vài hoạt động giải trí. Nhưng hắn đang phân vân xem nên đi tìm vợ cảnh sát tỷ tỷ hay là Liễu Vân Mạn. Ông xã, điện thoại kìa. Hạ Thiên còn chưa suy xét cho rõ ràng thì điện thoại đã vang lên. Hạ Thiên cầm lên xem, thì ra là Vương Tiểu Nha gọi đến, vì thế hắn phải nhận điện thoại. Hạ Thiên ca ca, có người ức hiếp em. Vương Tiểu Nha thở phì phò trong điện thoại nói. Anh mau đến giúp em hả giận. Vì vậy mà kế hoạch đến tìm Lãnh Băng Băng và Liễu Vân Mạn lập tức tạm dừng, trước tiên hắn phải làm cho cô bạn gái nhỏ hả giận. Vì vậy hắn đến tìm Giang Đại Phụ tìm Vương Tiểu Nha. Vợ, chị Mộng, tôi ra ngoài chơi. Hạ Thiên bắt chuyện với Liễu Mộng và Kiều Tiểu Kiều đang bận rộn, sau đó hắn rời khỏi Kiều gia. Kiều Tiểu Kiều cũng đã sớm có thói quen với vấn đề này, Liễu Mộng đang vội may quần áo cho tiểu hổ, nàng không quan tâm đến Hạ Thiên. Còn Kiều Phượng Nhi thì không khỏi trừng mắt nhìn bóng lưng Hạ Thiên, trong lòng thầm mắng, lưu manh này không biết ra ngoài chơi bời với người phụ nữ nào đây. Cũng giống như hôm qua, Vương Tiểu Nha đứng trước cổng trường Giang Đại Phụ chờ Hạ Thiên. Nhưng hôm nay chỗ đứng của Vương Tiểu Nha có chút khác biệt, nàng đứng ngay đằng sau những dấu chân tạo thành chữ, Vương Tiểu Nha siêu cấp đại mỹ nữ, bây giờ những dấu chân này vẫn còn. Hạ Thiên ca ca.
Khi thấy Hạ Thiên thì Vương Tiểu Nha vui vẻ chạy đến, sau đó nhào vào lòng hắn. Hạ Thiên ôm lấy Vương Tiểu Nha, trong lòng rất thỏa mãn. Tuy chỉ một ngày không gặp nhưng nha đầu này hôm nay đã nặng hơn một chút, xem ra đang phát dục mạnh mẽ, có lẽ cũng sắp trở thành siêu cấp đại mỹ nữ. Tên ngốc nào dám ức hiếp em? Hạ Thiên nhanh chóng nhớ đến chuyện chính, hắn mở miệng hỏi. Hạ Thiên hỏi thì gương mặt xinh đẹp của Vương Tiểu Nha lập tức trở nên tức giận. Chính là một tên khốn la ba không biết xấu hổ, bộ dạng như củ cải, suốt ngày luôn tìm cách chiếm tiện nghi của học sinh. Hạ Thiên không khỏi liên tưởng, tên kia bộ dạng như củ cải, vì vậy cũng hỏi. Cây củ cải kia chiếm tiện nghi của em sao? Em đâu ngốc đến mức cho hắn chiếm được tiện nghi. Vương Tiểu Nha có chút đắc ý. Hạ Thiên ca ca, em thông minh, khi thấy tên củ cải kia muốn chiếm tiện nghi, em tranh thủ tránh né. Nhưng tên củ cải kia rất vô sỉ. Em mắng hắn chiếm tiện nghi, hắn còn mắng em không học chăm chú, còn đuổi em ra, đúng là tức chết. À, tên củ cải ngu ngốc kia đâu? Em đưa anh đi, anh sẽ đánh hắn. Hạ Thiên hỏi, người muốn chiếm tiện nghi của vợ hắn thường không có kết cục tốt. Bây giờ có lẽ vẫn còn trong trường, Hạ Thiên ca ca, em đưa anh vào. Vương Tiểu Nha kéo tay Hạ Thiên đi vào trường. Vương Tiểu Nha vừa đi vừa giới thiệu tên củ cải. Hạ Thiên ca ca, em đã nói với anh. Tên củ cải sắc lang kia là giáo viên thể dục ở trường chúng em, môn thể dục lớp em do hắn đảm nhiệm. Khi em vừa mới đến nơi đây thì đã nghe nói hắn cực kỳ háo sắc, thường xuyên lợi dụng lúc dạy học để sàm sỡ với học sinh. Hôm nay chúng em học tiết thể dục đầu tiên, em rất chú ý đến hắn. Sau đó em phát hiện ra tên này cực kỳ háo sắc, ngay cả nữ sinh xấu xí nhất lớp em cũng bị hắn sờ ngực. Hạ Thiên nghe Vương Tiểu Nha nói như vậy thì không khỏi bội phục tên củ cải kia. Đàn ông mà sàm sỡ với cả phụ nữ xấu thì thật sự lợi hại, dù sao thì Hạ Thiên cũng không dám làm như vậy. Tất nhiên, Hạ Thiên bội phục thì bội phục, nhưng lát nữa gặp tên củ cải kia, hắn phải đánh cho đối phương một trận. Vương Tiểu Nha dẫn đường, Hạ Thiên nhanh chóng đi đến sân dạy thể dục. Hạ Thiên ca ca, cai chính là tên củ cải sắc lang. Vương Tiểu Nha dùng tay chỉ vào một tên đàn ông hơn 30 đang đứng cách vài chục mét, sau đó vẻ mặt rất tức giận. Anh xem. Tên khốn kia đang dạy học sinh thể dục nhịp điệu, sau đó lợi dụng uốn nắn thân thể mà chiếm tiện nghi của học sinh. Ôi, anh xem, hắn lại lén sờ ngực bạn em. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhìn thấy tên củ cải, sau đó hắn cảm thấy Vương Tiểu Nha ví đối phương là củ cải là rất đúng, bề ngang rất to, đúng là một cây củ cải trắng chính gốc. Sau khi nhìn qua tình hình ở bên kia thì Hạ Thiên mới thật sự bội phục đối phương, tên này sàm sỡ với tất cả mọi người. Chỉ cần xem những nữ sinh vừa bị hắn sàm sỡ, đúng là không phải xấu ở mức độ bình thường. Trình Kỳ, tránh ra, tên củ cải kia muốn chiếm tiện nghi của bạn. Vương Tiểu Nha đột nhiên hét lớn, vì vậy mà thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Lúc này trên sân tập thể dục ngoài lớp của Vương Tiểu Nha thì vẫn còn vài lớp khác, vì sân bãi cũng không quá rộng nên cũng không đứng cách quá xa. Hơn nữa âm thanh của Vương Tiểu Nha rất trong trẻo, vì vậy mà tất cả mọi người đều cơ bản nghe thấy. Đồng thời lúc này cũng vào thời điểm tan học, cũng có vài lớp khác đang nghỉ ngơi chờ chuông tan học, bây giờ có náo nhiệt, tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Vương Tiểu Nha gào lên như vậy làm nữ sinh Trình Kỳ kia thoát nạn, nhưng ông thầy tên là La Ba kia lại quay đầu nhìn Vương Tiểu Nha, hắn thẹn quá hóa giận nói. Vương Tiểu Nha, cô còn dám quấy rối trật tự sao? Cô có tin tôi khai trừ cô ra hay không? Này, cây củ cải chết tiệt, tôi sợ ông sao? Khai trừ thì khai trừ. Tôi cũng không muốn đến trường chẳng có gì vui, mỗi ngày đều phải làm bài tập, vất vả lắm mới có tiết thể dục để thoải mái một chút, không ngờ còn phải đề phòng một thầy giáo lưu manh sàm sỡ, đúng là quá mệt mỏi. Vương Tiểu Nha căm giận nói, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, anh nói xem không đi học có được không? Được. Hạ Thiên thuận miệng nói, chính hắn không cần học, tất nhiên cảm thấy người khác không học cũng không sao. Vương Tiểu Nha. Cô nói bậy bạ gì đó, nếu còn tiếp tục thì đừng trách tôi không khách khí. Vẻ mặt La Ba rất tái, tiểu nha đầu chết tiệt kia đúng là gan cùng mình. Hừ, tôi mới không khách khí với ông. Vương Tiểu Nha nhíu mũi. Hạ Thiên ca ca, mau đánh hắn, đánh làm sao cho hắn sau này không còn sàm sỡ với học sinh được nữa. Được, Vương Tiểu Nha, không ngờ còn tìm người ngoài đến trường gây rối, lúc này không khai trừ không được. Loại học sinh như cô giữ lại đúng là con sâu làm dầu nồi canh. La Ba thấy Hạ Thiên, sau đó hắn dùng lời nói nghiêm khắc dạy bảo Vương Tiểu Nha.
Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy mũi đau nhức dữ dội, trước mắt lóe lên đầy sao, vì vậy không thể nào tiếp tục nói được nữa. Chương 377, nhổ củ cải. Á! Một đám học sinh hét lên kinh hoàng, vì bọn họ nhìn thấy thầy giáo dạy thể dục máu mũi ròng ròng, nhìn qua có vẻ rất thê thảm. Này, đáng đánh, để xem còn dám ức hiếp tôi nữa hay không? Vương Tiểu Nha vỗ tay rất vui vẻ, Tiểu Nha đầu này sau khi được thấy bản lĩnh siêu cấp của Hạ Thiên thì lá gan rất lớn, hình như không sợ bất kỳ ai. Cũng vì vậy mà tên thầy giáo La Ba trước kia hay sàm sỡ với học sinh hôm nay cũng chính thức gặp xui, không những chẳng chiếm được chút tiện nghi nào của Vương Tiểu Nha, hơn nữa còn bị Hạ Thiên đánh đòn. Khoảnh khắc này La Ba bị đánh đến mức ngây ngô, mãi đến khi máu mũi chảy vào miệng, cảm giác mặn mặn mới làm hắn có phản ứng. Hắn dùng một tay che mũi, cố gắng chặn máu từ bên trong tuôn ra, vừa dùng tay chỉ Hạ Thiên, vẻ mặt khó thể tin. Mày đánh tao sao? Nói nhảm, Hạ Thiên ca ca đã đánh ông, sao còn hỏi? Vương Tiểu Nha ở bên kia khinh bỉ La Ba. Hạ Thiên khẽ vươn tay chụp lấy tay của La Ba, sau đó một tiếng rắc vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết, tay tên này đã bị Hạ Thiên bẻ gãy. Tôi không thích người ta dùng tay chỉ vào người mình, vì vậy tay này phải gãy. Sau đó Hạ Thiên kéo cánh tay đang chắn máu mũi của La Ba. Tiểu Nha đầu nói sau này không muốn chú em tiếp tục sàm sỡ nữ sinh, vì vậy bàn tay này cũng gãy cho đẹp. Hạ Thiên nói xong những lời này thì vặn tay, một tiếng rắc vang lên kèm theo tiếng thét thảm thiết. Lúc này La Ba xem như quả báo, sau này không thể nào sàm sỡ nữ sinh. Ha ha, Hạ Thiên ca ca quá tuyệt. Vương Tiểu Nha vỗ tay nói lớn, đám học sinh khác thì trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên có chút cổ quái, ngay sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Nha lại có chút sợ hãi. Đám học sinh lớp khác và thầy cô khác cũng cực kỳ ngạc nhiên, mọi người cũng chỉ tưởng rằng chỉ là một tranh cãi nhỏ, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, La Ba đã bị người ta đánh quá thảm. Nhưng những giáo viên dạy thể dục khác cũng không có ý muốn đến hỗ trợ, thật ra ai cũng biết đam mê chiếm đoạt tiện nghi nữ sinh của La Ba, nhưng trước nay đều không có nữ sinh làm lớn chuyện mà thôi. Hơn nữa trước nay La Ba cũng không làm những chuyện quá đáng, vì vậy mọi người coi như không biết. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là La Ba có hậu trường ở Giang Đại Phụ, chú của hắn chính là La Lương Ngọc, là hiệu trưởng trường Giang Đại Phụ, mọi người không dám đắc tội. Nhưng trước nay chẳng ai có cảm tình với La Ba, vì vậy bây giờ thấy La Ba gặp nạn thì bọn họ cũng cảm thấy hả hê, tất nhiên sẽ không bao giờ đến hỗ trợ. Củ cải chết tiệt, củ cải sắc lang, muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Ha ha, bây giờ biết ai lợi hại chưa? Vương Tiểu Nha ở bên kia đắc ý gào lên. Vương Tiểu Nha, cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Á, La Ba lại gào lên đau đớn, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn qua rất khủng bố. Lúc này trong lời nói của hắn có mang theo vài phần oán độc, nhưng vừa nói được một nửa câu uy hiếp thì đã bị Hạ Thiên đạp ngã xuống đất. Này, ngu ngốc, dám uy hiếp vợ tương lai của anh, có tin anh cắm chú vào trong lòng đất, để chú chậm rãi biến thành củ cải không? Hạ Thiên tức giận nói. Cắm vào trong đất sao? Vương Tiểu Nha nghe nói như vậy thì hai mắt tỏa sáng. Đúng, Hạ Thiên ca ca, anh cắm ông ta vào trong đất, dù sao ông ta cũng là củ cải thì nên ở trong đất. Vương Tiểu Nha hôm qua đã được hưởng hương vị bị cắm vào trong lòng đất, tất nhiên nàng biết trò này không tốt lắm, nhưng nàng bị cắm vào thì không tốt còn người khác mà đặc biệt là kẻ mình ghét cay ghét đắng thì rất vui. Vì vậy nàng cố gắng cổ động Hạ Thiên. Cắm ông ta vào trong đất đi Hạ Thiên ca ca. Hạ Thiên quyết định thỏa mãn ước nguyện của Vương Tiểu Nha, sau đó hắn bắt đầu hành động. Hắn đá lên người La Ba, tên này bị hất văng lên, sau đó hắn chụp tay lên ngực và dựng điện thoại lên mặt đất. Cuối cùng hắn đặt một tay lên vai tên này rồi dùng sức ấn xuống, hai chân đối phương lập tức cắm vào trong mặt đất cả mét. Ha ha, Hạ Thiên ca ca quá tuyệt. Vương Tiểu Nha thấy tình cảnh như vậy tất nhiên sẽ rất hưng phấn, mà ánh mắt đám bạn học nhìn nàng lại càng quái dị. Mày làm gì tao? La Ba lúc này đã không còn đau đớn, hắn sợ hãi, bây giờ hai tay bị phế sạch, hai chân cũng không thể chuyển động, hắn không sợ mới là lạ. Ha ha, cây củ cải chết tiệt, cây củ cải sắc lang, lúc này bị cắm vào trong đất không nhúc nhích được rồi sao? Vương Tiểu Nha cười hì hì. Nhưng không sao, cứ ở đấy mà chờ người rút ra. Vương Tiểu Nha dùng ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nàng nhìn thấy sợi dây thừng mà lớp trên dùng để kéo co. Vì vậy mà ánh mắt nàng chợt xoay chuyển, nàng chạy đến. Chị gái xinh đẹp, cho mượn sợi dây sử dụng một chút được không?
Vương Tiểu Nha chạy đến nói với nữ sinh có dây thừng. Được một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp gọi mình là người xinh đẹp, cô nữ sinh vốn không xinh xắn gì chợt cảm thấy vui sướng, nàng đưa dây cho Vương Tiểu Nha. Được, cầm đi. Cảm ơn chị gái xinh đẹp. Vương Tiểu Nha cười ngọt ngào, sau đó nàng cầm lấy dây thừng chạy về. Đám người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Tiểu Nha, không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng Vương Tiểu Nha nhanh chóng dùng hành động để cho ra đáp án. Chỉ thấy nàng chạy đến bên người La Ba, sau đó dùng dây thừng cột chặt hắn lại. Cuối cùng nàng cầm lấy dây thừng vừa bắt đầu kéo vừa hô lớn. Nhổ củ cải. Đám người thiếu chút nữa đã hôn mê, Vương Tiểu Nha này đúng là quá khủng bố, nàng không sợ bị đuổi học sao? Tất nhiên bọn họ không biết Vương Tiểu Nha thật sự không sợ bị đuổi học, nàng đang ước gì mình bị đuổi học, vì vậy nàng sẽ không cần phải học tập mệt mỏi. Này, các người cũng đến đây nhổ củ cải, vui lắm. Vương Tiểu Nha không có quá nhiều sức lực, cũng không thể nào nhổ củ cải La Ba ra khỏi mặt đất, vì vậy nàng bắt đầu kêu gào sự hỗ trợ. Đám học sinh đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai dám tiến lên hỗ trợ. Phải biết rằng muốn vào học ở trường Giang Đại Phụ cũng không dễ dàng gì, bọn họ phần lớn là con ngoan trò giỏi, không ai muốn bị đuổi học, sau này sợ rằng sẽ không còn được đi học ở đâu khác. Vì vậy bọn họ cùng lắm cũng chỉ dám ở bên cạnh xem náo nhiệt mà thôi. Đúng là, sợ gì nào, cây củ cải này háo sắc như vậy, ngày nào mà chẳng sàm sỡ với học sinh, bây giờ chúng ta không trừng phạt hắn sao? Khi thấy không có ai tiến lên hỗ trợ thì Vương Tiểu Nha có chút thất vọng, đám người này đúng là quá nhát gan, tuyệt đối không đáng tin cậy, đúng là chỉ có Hạ Thiên ca ca mới tốt. Nhưng Vương Tiểu Nha cũng không muốn để Hạ Thiên hỗ trợ, Hạ Thiên vừa rồi đã bận rộn. Bây giờ trò nhổ củ cải cũng không có gì vui, nàng phải tự mình chơi đùa trước. Lúc này Vương Tiểu Nha đã không còn gì phải sợ, dù sao nàng cũng xác định là mình sẽ bị đuổi học, vì vậy phải chơi đùa cho vui. Cứ như vậy mà Vương Tiểu Nha cực kỳ vui sướng chơi trò nhổ củ cải trước ánh mắt của vài trăm học sinh và thầy cô giáo, nàng vừa chơi vừa hát. Nhổ củ cải, Tiểu Nha nhổ củ cải, nhổ không được, Hạ Thiên ca ca đến hỗ trợ. Đám học sinh nghe được những lời ca của Vương Tiểu Nha mà trợn mắt há mồm, vẻ mặt đám thầy cô giáo thì ngây ngốc, nữ sinh kia quả nhiên không phải quá bình thường. Còn đám bạn học cùng lớp với Vương Tiểu Nha thì trong đầu có một ý nghĩ, sau này phải đứng cách xa Vương Tiểu Nha ra một chút. Cô gái này có vẻ xinh đẹp đáng yêu nhưng thực tế lại là một ma nữ siêu cấp, nếu bọn họ không cẩn thận chọc vào nàng, như vậy kết quả sẽ cực kỳ bi thảm. Phụt! La Ba lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng vì quá tức mà ói máu, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh rồi sao, tố chất tâm lý kém quá, chơi mất vui. Khi thấy La Ba bất tỉnh thì Vương Tiểu Nha lầm bầm có chút bất mãn. Đám người không biết nói gì hơn, Vương Tiểu Nha này dám nói tố chất tâm lý của La Ba quá kém, người khác nếu bị sỉ nhục như vậy thì đã ngất xỉu từ lâu rồi, La Ba này phải gọi là tố chất tâm lý rất tốt mới đúng. Các người làm gì vậy? Một tiếng quát khẽ vang lên. Âm thanh này hấp dẫn sự chú ý của đám người, ai cũng quay đầu nhìn lại. Thì ra có ba nam một nữ đi đến, đi đầu là một người đàn ông hơn 50, bên cạnh lão là một cô giáo hơn 20, cô giáo này không tệ, dáng người đầy đặn. Còn có một người đàn ông hơn 40, người này tướng tá chắc nịch. Sau ba người này chính là một tên đàn ông hơn 20, người này mặc chế phục, xem ra có lẽ là bảo vệ trường học. Hiệu trưởng đến, bảo vệ cũng đến. Chủ nhiệm lớp chúng ta cũng đến, xem ra lần này Vương Tiểu Nha đã chính thức bị đuổi học. Những lời nghị luận vang lên ồn ào, ngoài người đàn ông hơn 40 có thân thể chắc nịch thì ba người còn lại đều được mọi học sinh và thầy cô ở đây biết mặt. Người đàn ông hơn 50 chính là hiệu trưởng trường Giang Đại Phụ, là La Lương Ngọc. Người phụ nữ kia chính là chủ nhiệm của Vương Tiểu Nha, là Lý Vân, tất nhiên cũng chẳng ai biết tên của bảo vệ, chỉ biết đó là bảo vệ mà thôi. Vương Tiểu Nha quay đầu nhìn hiệu trưởng La Lương Ngọc. Nàng trừng mắt cười hì hì. Tôi đang nhổ củ cải. Hồ đồ, củ cải ở đâu ra? La Lương Ngọc phẫn nộ quát. Ông ta chính là củ cải. Vương Tiểu Nha chỉ vào La Ba đã hôn mê. Tiểu Ba sao? Lúc này La Lương Ngọc mới nhận ra tên đàn ông đang nằm trên mặt đất với bộ dạng quái dị chính là cháu ruột của mình. Khi thấy bộ dạng của La Ba thì La Lương Ngọc không khỏi giận tím mặt, lão giống lên với Vương Tiểu Nha. Em tên gì? Lớp nào? Chương 378, hiệu trưởng vô sỉ. Vương Tiểu Nha còn chưa nói thì cô giáo chủ nhiệm Lý Vân đã khẽ đón lời. Hiệu trưởng, em ấy là Vương Tiểu Nha.
Đây là Vương Tiểu Nha sao? Vẻ mặt La Lương Ngọc chợt biến đổi, mà vẻ mặt người đàn ông trung niên có thân thể chắc nịch cũng biến đổi, hắn nhìn về phía Vương Tiểu Nha, ánh mắt có chút âm trầm. Đúng vậy, hiệu trưởng, em ấy chính là Vương Tiểu Nha. Lý Vân khẳng định, nữ sinh xinh đẹp cũng có rất nhiều nhưng được như Vương Tiểu Nha thì quá hiếm có, vì vậy Lý Vân vẫn có ấn tượng rất sâu với Vương Tiểu Nha. La Lương Ngọc bước về phía La Ba, lão cúi đầu xem xét tình huống, sau đó phát hiện La Ba đã hôn mê, hơn nữa hai chân cũng chôn sâu vào trong đất, dù thế nào cũng không nhổ ra được. Lý Vân, mau gọi 120, mau báo cảnh sát. La Lương Ngọc phân phó, sau đó ánh mắt lão rơi lên người Vương Tiểu Nha, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Em là Vương Tiểu Nha phải không? Tôi hỏi em, đây là có chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng, vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Vương Tiểu Nha dùng ánh mắt kỳ quái nhìn La Lương Ngọc. Tôi ở đây nhổ củ cải. Vương Tiểu Nha không đợi La Lương Ngọc nói chuyện, nàng đã cười hì hì nói. Hiệu trưởng, nhổ củ cải rất vui, ông có muốn chơi một chút không? Em, La Lương Ngọc giận đến tím mặt. Đúng là buồn cười, trong trường có loại học sinh này sao? Lý Vân, bây giờ điện thoại về cho phụ huynh của học sinh này. Không cần, người nhà tôi có ở đây. Vương Tiểu Nha trừng mắt, sau đó nàng chỉ vào Hạ Thiên ở bên cạnh. Ông xem, đây là Hạ Thiên ca ca, là bạn trai của tôi, là chồng tương lai, như vậy cũng là người nhà, ông muốn nói gì, cứ nói với Hạ Thiên ca ca. Bạn trai sao? Đám người chợt kinh hoàng, Tiểu Nha đầu này mới bao nhiêu tuổi, đã có bạn trai rồi sao? Hồ đồ, đúng là hồ đồ. La Lương Ngọc giống lên. Vương Tiểu Nha, em mới 12 tuổi phải không? 12 tuổi mà có bạn trai sao? Em đúng là không thuốc nào cứu chữa được nữa, bây giờ tôi nói cho em biết, Giang Đại Phụ chúng tôi không thể nào tha thứ cho một học sinh như vậy, tôi đuổi học em. Thật sự đuổi học sao? Vương Tiểu Nha vội vàng hỏi. Lý Vân ở bên cạnh không nhịn được phải nói. Hiệu trưởng, thành tích của Vương Tiểu Nha rất tốt. Đúng vậy, tôi muốn đuổi học em. La Lương Ngọc quát lên với Vương Tiểu Nha, sau đó lão trả lời Lý Vân. Một học sinh như vậy, dù thành tích tốt thế nào cũng không cần. À, tốt quá. Vương Tiểu Nha nhảy dựng lên với vẻ mặt hưng phấn. Cuối cùng tôi cũng bị đuổi học, cuối cùng cũng không cần phải đi học. Này, hiệu trưởng, ông rất xấu. Nhưng bây giờ ông đuổi học tôi, nhìn ông đẹp trai hẳn ra. Vương Tiểu Nha vui vẻ thoải mái, điều này làm cho đám người không còn gì để nói, người này bị đuổi học thì quá vui sướng, xem ra đã thật sự chờ mong bị đuổi học. Nhưng điều này lại thiếu chút nữa làm cho La Lương Ngọc tức chết, trước nay khi lão đuổi học thì người nhà học sinh thường phải lên cầu xin. Nhưng bây giờ lão gặp phải một học sinh khác thường, bị đuổi học mà còn vui sướng dậm chân múa tay. Càng làm cho lão thêm tức giận chính là nữ sinh này nói mình rất xấu. Vương Tiểu Nha, em đừng vui mừng quá sớm, các người dám đánh người, không chỉ đơn giản là đuổi học, chút nữa cảnh sát sẽ đến, các người đừng hòng thoát tội. Vẻ mặt La Lương Ngọc rất âm trầm, sau đó lão quay đầu nhìn Hạ Thiên. Còn cậu, ngay cả cô bé 12 tuổi cũng lấy làm bạn gái, cậu có biết như vậy là phạm tội không? Quan tâm gì đến lời nói của tên ngu ngốc như ông? Hạ Thiên không quan tâm nói. Cậu có tố chất không vậy? La Lương Ngọc nổi giận. Ăn nói vậy sao? Tôi thấy không hợp mắt với một tên ngu ngốc như ông. Hạ Thiên bĩu môi. Tôi mới 19 tuổi, dù lấy vợ 12 tuổi thì cũng chỉ hơn vợ 7 tuổi. Còn ông nhìn qua ít nhất cũng 50 nhưng lại tìm một cô gái mới hơn 20 làm vợ. Sao ông không chạy đến cục cảnh sát tự thú là mình đã phạm tội? La Lương Ngọc nghe nói như vậy thì chợt tức giận. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Ai nói tôi có vợ hơn 20? Đúng là bịa đặt phỉ báng. Lúc này đám người đều cảm thấy Hạ Thiên nói bậy bạ, vì rất nhiều người biết vợ của La Lương Ngọc cũng là cô giáo trưởng này, tuy nhỏ tuổi hơn La Lương Ngọc, chưa đến 50 chứ không phải là hơn 20. Chẳng lẽ tôi nhìn lầm? Hạ Thiên có chút buồn bực. Này, không phải cô hơn 20 sao? Đúng vậy, tôi hơn 20. Lý Vân vô thức trả lời. Đám người xung quanh lại không hiểu, Lý Vân hơn 20 thì có liên quan gì? Biết ngay là đoán không sai. Hạ Thiên rất hài lòng, sau đó hắn quay sang nhìn La Lương Ngọc. Này, lão già chết, vợ ông đã thừa nhận mới hơn 20. La Lương Ngọc lại càng tức giận. Đúng là điên khùng, Lý Vân là giáo viên Giang Đại Phụ, không phải là vợ tôi. Đám người này cuối cùng, thì ra người này tưởng Lý Vân là vợ của hiệu trưởng.
Xem ra ánh mắt của tên này cũng không tốt, Lý Vân nào giống với một phu nhân hiệu trưởng chứ? Hạ Thiên lập tức cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn Lý Vân, sau đó lại nhìn La Lương Ngọc rồi bất mãn hỏi. Này, ông già chết bầm, nếu cô ấy không phải vợ ông, vậy sao tối qua hai người lại ngủ với nhau? Hạ Thiên nói ra lời này thì tất cả đều sợ hãi. Vẻ mặt La Lương Ngọc biến đổi lớn, lão giống lên. Đừng nói bậy bạ. Sao anh nói chuyện lung tung như vậy? Lý Vân cũng ra vẻ rất tức giận. Hạ Thiên bĩu môi. Tôi không nói lung tung, tối qua hai người ngủ chung với nhau, nhưng điều kỳ quái chính là cô không phải vợ ông ta, sao lại ngủ chung với ông ta? Chẳng lẽ cô là gà? Không đúng, cô là cô giáo mà. Vẻ mặt Lý Vân chợt đỏ hồng, rõ ràng cực kỳ tức tối. Điều này cũng rất bình thường, bất kỳ người phụ nữ nào bị người ta nói là gà trước mặt bao người cũng khó thể chịu đựng được. Con bà nó, mày nói bậy bạ gì vậy? Một tiếng gầm vang lên, thì ra là tên bảo vệ phóng đến trước mặt Hạ Thiên, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên rồi nói. Nếu mày còn nói lung tung, ông sẽ đập chết mày. Không có người nào đánh tôi chết được, gần đây tôi chỉ thường hay cho người khác lên dĩa. Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói. Sao anh kích động như vậy? Tôi nào nói anh là gà? Ủa, kỳ quái, sao anh cũng thường xuyên ngủ với cô kia? Cô ấy là vợ tôi. Tên bảo vệ quát lên với Hạ Thiên. À, anh đáng thương quá. Hạ Thiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn tên bảo vệ. Vợ anh cắm sừng lên đầu anh rồi. Hừ, con bà nó, muốn chết sao? Tên bảo vệ gầm lên một tiếng rồi đấm lên người Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ vươn tay chụp lấy nắm đấm của tên bảo vệ, sau đó hắn dùng sức đẩy, tên bảo vệ lui về phía sau vài bước. Nể anh là kẻ bị vợ cắm sừng, tôi không muốn đánh anh, nhưng vợ anh rõ ràng không có mắt, tuy anh không đẹp trai nhưng dù sao cũng mạnh mẽ hơn lão già kia, vợ anh thậm chí còn cho lão leo lên. Tôi khuyên anh nhé, bỏ con vợ này đi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu câm miệng. Gương mặt Lý Vân đỏ bừng bừng, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nếu cậu còn nói bậy bạ, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô báo cảnh sát thì cứ báo, nhưng tôi cũng không nói bậy bạ. Hạ Thiên bĩu môi. Trên người của cô vẫn còn hương vị của ông lão kia, tối qua khoảng 10 giờ cô lăn lộn với ông này. Còn nữa, giữa trưa ngày hôm kia các người cũng quan hệ với nhau, cô đúng là kỳ cục, giữa ban ngày cũng dám hoạt động, dân sự. Vẻ mặt Lý Vân có chút trắng bệch. Lúc này tên bảo vệ cũng quay đầu nhìn Lý Vân, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Cậu ta nói có thật không? Trưa hôm đó cô nói đi ăn cơm với bạn, kết quả là đến với lão La Lương Ngọc cầm thú này sao? Còn nữa, tối qua 10 giờ anh điện thoại cho em, lúc đó em tắt máy, thực tế cũng ở cùng tên cầm thú La Lương Ngọc này sao? Đỗ Bằng, cậu nói gì vậy? Cậu mắng ai? La Lương Ngọc tức giận quát, lão bị người ta mắng liên tiếp hai câu, tất nhiên khó thể chịu được. Lý Vân bị chồng ép hỏi, nàng dần dần không chịu được, vì vậy mà khóc giống lên. Tiểu Bằng, em xin lỗi, em cũng không muốn, em bị ép, nếu em không đồng ý thì lão sẽ chẳng cho công tác ở đây, mà công tác của anh. Lý Vân vừa nói ra những lời này thì vài trăm ánh mắt nhìn về phía La Lương Ngọc, vị hiệu trưởng này bình thường có vẻ đường hoàng đạo mạo, xem ra cũng là loại cầm thú. Thì ra tên La Ba kia háo sắc cũng có nguyên nhân, thì ra người một nhà, đều có ghen, dê, như nhau. Lý Vân, cô không được nói bậy. La Lương Ngọc còn đang muốn phủi sạch tất cả quan hệ với Lý Vân, lão còn chưa kịp nói dứt lời thì hét lên thảm thiết, thì ra tên bảo vệ tên là Đỗ Bằng đã phóng đến nện một đấm lên mặt La Lương Ngọc. Đỗ Bằng đang tức giận, tất nhiên hắn ra tay dùng tất cả sức lực. La Lương Ngọc thì tuổi cao sức yếu, cũng không thể tránh né, vì vậy bị một quyền đánh cho ngã lăn xuống đất. Đỗ Bằng, anh dám đánh tôi, có tin tôi đuổi việc cho hai vợ chồng các người ăn không khí không? Á! La Lương Ngọc lại hét lên thảm thiết, thì ra bị Đỗ Bằng cho một đá. Con mẹ mày, dám chơi vợ tao, ông phế mày. Đỗ Bằng cũng không muốn dừng tay, hắn nhấc chân dẫm lên, thằng nhỏ của La Lương Ngọc, một lần, hai lần, ba lần. La Lương Ngọc phát ra vài tiếng gào thảm thiết, sau đó lão hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lúc này đám đàn ông và nam sinh đang đứng bên ngoài lại sinh ra cảm giác sợ hãi, bọn họ dám khẳng định chỗ kia của La Lương Ngọc đã hoàn toàn bị phế. Lúc này sợ rằng đã nát như cám rồi. Tiểu Bằng, thôi, dừng tay, nếu không sẽ chết người, anh. Anh sẽ phải ngồi tù. Lý Vân đến can Đỗ Bằng. Cút. Đỗ Bằng tát Lý Vân ngã lăn xuống đất. Ông không có con vợ lăng loàn như mày.
Khoảnh khắc này tình cảnh trở nên hỗn loạn, đám người đều chú ý đến ba người La Lương Ngọc, Đỗ Bằng và Lý Vân, còn hai người Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha đã hoàn toàn bị xem nhẹ. Chương 379, Uông Đại Hải. Hạ Thiên ca ca, giúp em rút củ cải. Vương Tiểu Nha kéo Hạ Thiên, nàng đã kéo dây lâu như vậy mà chưa rút được củ cải lên. Hạ Thiên cầm dây thừng rồi rung lên, La Ba từ trong mặt đất bay lên. Vương Tiểu Nha chạy đến cởi dây thừng rồi trả cho nữ sinh kia. Chị gái xinh đẹp, trả dây cho chị. Vương Tiểu Nha cũng không chờ nữ sinh kia nói chuyện, nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ôm tay hắn nói. Hạ Thiên ca ca, để bọn họ chó cắn chó, chúng ta đi thôi. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì, tất nhiên hắn cũng không phải muốn bỏ chạy, chẳng qua ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì, tên khốn La Ba ức hiếp Vương Tiểu Nha đã bị dạy bảo một trận, nơi đây cũng không còn việc gì để làm. Hai người nhanh chóng rời khỏi cửa chính trường Giang Đại Phụ, trên đường đi cũng không có ai ngăn đón, ngược lại bọn họ còn nhìn thấy xe cảnh sát và xe cứu thương chạy đến cùng một lúc. Khi xe cảnh sát vào trường Giang Đại Phụ, cảnh sát nhảy xuống và nhìn thấy Đỗ Bằng đang điên cuồng đạp lên người La Lương Ngọc, vì vậy mà đám cảnh sát lập tức đưa Đỗ Bằng đi ngay. Còn đám bác sĩ trên xe cứu thương thì trực tiếp đưa La Lương Ngọc và La Ba đang hôn mê trên mặt đất lên xe, sau đó thế giới coi như yên tĩnh trở lại. À, em tự do rồi. Vương Tiểu Nha ra khỏi cổng trường Giang Đại Phụ thì vui vẻ nói một câu, nếu nói học sinh thật sự thích học thì chỉ là giả, đa số mọi người đều không thể không đến trường mà thôi. Bây giờ nha đầu Tiểu Nha thấy mình không cần phải đi học, tất nhiên nàng sẽ cực kỳ vui sướng. Đáng tiếc là Vương Tiểu Nha còn chưa vui sướng được bao lâu thì có người phá hủy bầu không khí, một giọng nói hơi khàn vang lên sau lưng hai người. Học sinh Vương Tiểu Nha. Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha cùng quay đầu, sau đó cả hai nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đây chính là người đàn ông trung niên vừa rồi đi theo La Lương Ngọc. Ông là ai? Vương Tiểu Nha rất mất hứng. Còn nữa, đừng gọi tôi là học sinh Vương Tiểu Nha, tôi không còn là học sinh. Ông có thể gọi tôi là Vương Đại Tiểu Thư, không đúng, gọi là Tiểu Thư cũng không tốt, nếu không thì ông gọi tôi là Cô Vương. Tôi là Uông Đại Hải. Ánh mắt của người đàn ông trung niên rất lợi hại, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Nha giống như muốn quan sát biểu cảm nét mặt của nàng, sau đó còn bổ sung thêm một câu. Tôi là cha của Uông Tiểu Long. Uông Tiểu Long sao? Vương Tiểu Nha chớp cặp mắt đẹp, nàng ra vẻ rất mê hoặc. Uông Tiểu Long là ai? Tôi không biết. Đừng nghĩ Vương Tiểu Nha còn nhỏ mà khinh thường, nàng tuyệt đối không ngốc, theo cách nói của nàng thì mình là người thông minh siêu cấp, vì vậy vừa nghe đối phương nói là cha của Uông Tiểu Long thì biết ngay đối phương đến gây phiền toái, nhưng nàng sẽ không ngốc để thừa nhận. Vương Tiểu Nha, cô không cần phủ nhận, tôi biết cô có quen với Tiểu Long, bây giờ Tiểu Long xảy ra chuyện, tôi biết cô hiểu rất rõ. Đồng thời tôi cũng tin, cô biết Tiểu Long đã gặp chuyện không may như thế nào. Uông Đại Hải nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Nha, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Nhưng tôi cũng tin tất cả không phải do cô làm ra, vì vậy cô chỉ cần nói cho tôi biết hung thủ kia là ai, tôi sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của cô. Này, ông có cảm thấy mình rất phiền phức hay không? Tôi đã nói tôi không biết Uông Tiểu Long, còn nữa, tôi cũng không quen ông, cũng không muốn quen ông. Vương Tiểu Nha rất bất mãn. Cuối cùng tôi nói cho ông biết, tôi không còn là học sinh. Đúng là, tôi cảm thấy gọi như vậy rất mất mặt. Vương Tiểu Nha vừa nói vừa thầm khinh bỉ Uông Đại Hải, người này đúng là siêu ngốc, nàng sẽ không bao giờ bán đứng Hạ Thiên ca ca. Vẻ mặt Uông Đại Hải trở nên hung ác, hắn nhìn Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói với Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha, tôi là luật sư, tôi phải nhắc nhở cô, bao che cho hung thủ cũng là có tội. Hừ, mặc kệ ông là luật gì, dọa ai vậy, tôi mới 12 tuổi, dù giết người cũng không phạm tội. Vương Tiểu Nha bĩu môi, bộ dạng rất khinh bỉ. Điều này cũng phải quy công lao cho Uông Tiểu Long, nếu không phải Uông Tiểu Long nói rõ ràng trước đó thì Vương Tiểu Nha không biết vấn đề này. Vẻ mặt Uông Đại Hải có chút khó xử, là một luật sư, hắn không biết điều này thì sợ rằng sẽ phải xin lỗi nghề nghiệp. Hắn nói lời vừa rồi chẳng qua cũng cảm thấy Vương Tiểu Nha còn nhỏ tuổi, hắn muốn dọa cho nàng sợ, nào ngờ nàng lại thông minh như vậy. Nếu Uông Đại Hải biết tất cả đều là công lao của con trai mình, cũng không biết có kiêu ngạo vì dạy con đúng cách hay không. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi thôi, trước tiên chúng đi ăn tiệc lớn, đến tối lại đi chơi chúc mừng em được tự do, được không? Vương Tiểu Nha không quan tâm đến Uông Đại Hải, nàng kéo Hạ Thiên muốn bỏ đi. Đợi chút,
Uông Đại Hải tất nhiên sẽ không thể để cho Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha cứ như vậy mà bỏ đi, con của hắn đã bị phế, bây giờ còn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, mà bốn đứa trẻ khác cùng tuổi với con hắn cũng như vậy. Hắn đã bỏ thời gian để điều tra, sau đó biết sự việc có liên quan đến Vương Tiểu Nha, nhưng hắn không tin một cô gái như Vương Tiểu Nha lại làm ra những chuyện như vậy, vì vậy hắn muốn tìm Vương Tiểu Nha để hỏi tên hung thủ thật sự. Lúc này Vương Tiểu Nha lại càng bực bội. Này, ông có cảm thấy phiền không? Sao cứ quấn lấy tôi, nếu không tôi bảo Hạ Thiên ca ca đánh cho một trận bây giờ. Vương Tiểu Nha, cô không cần phải che giấu, thật ra tôi đã biết, hung thủ làm tổn hại con tôi không phải ai khác mà chính là Hạ Thiên ca ca trong miệng cô, cũng chính là hắn, có phải không? Uông Đại Hải hừ một tiếng, hắn chỉ tay vào Hạ Thiên rồi nói. Uông Đại Hải cũng không biết về Hạ Thiên, nhưng vừa rồi hắn đã thấy kết cục của La Ba. Điều này làm hắn nghi ngờ Hạ Thiên. Tất nhiên đây chẳng qua chỉ là suy đoán, nhưng Vương Tiểu Nha không chịu nói ra hung thủ là ai, vì vậy Uông Đại Hải cũng chỉ biết đoán mò mà thôi. Cô không cần trả lời, tôi sẽ trực tiếp hỏi cậu ta. Uông Đại Hải cũng không đợi Vương Tiểu Nha mở miệng, hắn quay sang Hạ Thiên. Đàn ông dám làm dám chịu, nếu cậu đã đánh bị thương con tôi thì nên có gan thừa nhận. Tôi không làm tổn hại con ông. Hạ Thiên nói với vẻ mặt rất vô tội. Tôi chỉ giúp cậu ta một đại ân, thật ra con của ông phải cảm ơn tôi mới đúng. Phải không? Uông Đại Hải cười lạnh một tiếng. Không biết cậu giúp gì cho con tôi, có lẽ tôi cần biết để cảm tạ. À, con ông là một tên biến thái, hắn muốn cắm, thằng nhỏ, vào trong đất, vì vậy tôi mới giúp đỡ, giúp cậu ta cắm vào. Tôi đã giúp cậu ta thực hiện nguyện vọng lớn, ông xem có phải tôi đã giúp một đại ân không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Nhưng ông cũng không cần cảm ơn tôi, ngẫu nhiên tôi cũng làm vài việc tốt để tích phúc. Tốt, tốt lắm, cậu thừa nhận là tốt. Uông Đại Hải dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, những gì cậu đã làm với con tôi sẽ trả lại cho cậu gấp trăm lần như vậy. Ngu ngốc! Hạ Thiên thuận miệng mắng một câu, sau đó hắn nắm tay Vương Tiểu Nha. Nha đầu, chúng ta đi ăn tiệc. Được, Vương Tiểu Nha đã muốn đi từ lâu. Hai người cứ như vậy mà bỏ đi, Hạ Thiên nghĩ rằng nếu Uông Đại Hải kia tiếp tục dây dưa thì sẽ đánh cho một chặp, nhưng tình huống rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn, Uông Đại Hải để cho hai người bỏ đi mà không nói một lời, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bóng lưng hai người. Vương Tiểu Nha, Hạ Thiên. Uông Đại Hải siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe lên những luồng sáng lạnh. Hắn là loại người phải có mưu trước khi hành động, vì vậy bây giờ hắn sẽ không làm gì, nhưng hắn sẽ trả thù, sẽ đến rất nhanh thôi. Hắn muốn cho hai đứa khốn kiếp kia phải sống nửa đời còn lại còn khổ hơn cả đứa con của mình. Trước tiên Hạ Thiên đưa Vương Tiểu Nha đi dùng cơm, bữa tối rất yên ắng, Hạ Thiên cũng không ăn cơm chùa. Sau khi cơm nước xong thì Vân Thanh kéo Hạ Thiên đi hát karaoke. Nguyên nhân đi hát karaoke của Vương Tiểu Nha cũng rất đơn giản, trước đó nàng chưa đi hát, vì vậy bây giờ nàng phải thử xem thế nào. Hơn nữa tối qua đã đi chơi một vòng, đêm nay phải đi hát karaoke. Hạ Thiên cũng không có hứng thú gì với trò karaoke này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không biết hát, nhưng Vương Tiểu Nha thì cực kỳ hào hứng, giống như không muốn bỏ qua. Khi không còn biện pháp thì hắn cũng chỉ còn cách đưa Vương Tiểu Nha đến quán karaoke thịnh thế của Điền Bân. Tuy Hạ Thiên đã lâu rồi không đến đây nhưng khi vừa vào cửa đã có người nhiệt tình chạy ra chào hỏi. Thiên ca. Một lúc sau Đinh Báo cũng xuất hiện, tuy địa vị của hắn bây giờ đã không còn giống như trước đó. Đã phát triển rất mạnh, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn ở đây. Trong suy nghĩ của hắn thì quán karaoke thịnh thế vẫn là căn cơ đầu tiên. Thiên ca. Đinh Báo chào hỏi Hạ Thiên, khi thấy Vương Tiểu Nha thì không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là Tiểu Nha tiểu thư sao? Vương Tiểu Nha lập tức mất hứng. Không được phép gọi tôi là tiểu thư, phải gọi là chị Nha. Vương Tiểu Nha dừng lại một chút rồi bổ sung. Đúng vậy phải gọi là chị Nha. Cái tên khá hay. Đinh Báo vội vàng gật đầu. Vâng, chị Nha. Đám người trong quán karaoke đều cảm thấy cổ quái. Đinh Báo cũng đã hơn 30 nhưng gọi một cô bé như Vương Tiểu Nha là chị. Điều này làm cho mọi người cảm thấy quái dị. Vương Tiểu Nha rất thỏa mãn, nàng phất phất tay rồi tùy tiện nói. Được rồi, tôi muốn đi hát với Hạ Thiên ca ca, mau sắp xếp phòng tốt nhất. Điều này. Vẻ mặt Đinh Báo có chút khó khăn. Chị Nha. Trong phòng đã có người. Ai đó? Vương Tiểu Nha rất bất mãn. Phải nói bọn họ nhường phòng cho tôi. Nhưng,
vẻ mặt Đinh Báo có chút cổ quái. Vương Tiểu Nha càng thêm mất hứng. Sao anh lề mề như vậy? Tôi và Hạ Thiên ca ca cần một phòng. Chị Nha, bây giờ có người đang dùng, là một người bạn của Thiên ca. Đinh Báo phải nói. Bạn thì tính là gì? Tôi là bạn gái của Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha không cho là đúng. À, Đinh Báo chợt ngẩn ngơ, hắn cũng không biết vấn đề này, vì vậy chần chừ một lúc rồi nói. Chị Nha, người trong phòng là vợ của Thiên ca. Chương 380, Triệu Thanh Thanh giả danh lừa bịp. Sao? Vương Tiểu Nha trừng mắt, nàng sửng sốt một lát rồi hào hứng. Vợ của Hạ Thiên ca ca sao? Ôi dào, tôi còn chưa được biết vợ của Hạ Thiên ca ca như thế nào, mau mang tôi đi xem. Vương Tiểu Nha đưa ra yêu cầu như vậy làm Đinh Báo sững sờ, hắn có chút chần chừ, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên rồi hỏi. Thiên ca, anh xem. Đi thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đinh Báo, người này sao lại ngốc như vậy, vợ của hắn ở đây, tất nhiên phải đưa hắn đi tìm vợ, điều này còn phải hỏi sao. Đinh Báo có những lời này của Hạ Thiên thì cũng không còn chần chờ, hắn tranh thủ đưa Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha đến một gian phòng VIP. Khi còn chưa đi đến thì Hạ Thiên đã nghe được một giọng ca khiếp sợ thiên địa quỷ thần. Tiếng ca này sở dĩ khiếp sợ thiên địa quỷ thần chẳng phải là quá hay, vấn đề là quá khó nghe. Đối với Hạ Thiên thì âm thanh này rất quen thuộc, thậm chí là khắc sâu ấn tượng. Phải biết rằng trên đời kiếm được một giọng ca khó nghe như Triệu Thanh Thanh thì cực kỳ hiếm, ít nhất cho đến bây giờ Hạ Thiên vẫn chưa phát hiện ra người thứ hai. Vì vậy hắn chỉ cần nghe qua âm thanh là biết ngay đó là Triệu Thanh Thanh. Khi Hạ Thiên còn đang nghi ngờ vì sao Triệu Thanh Thanh có mặt ở đây thì Đinh Báo đã mở cửa phòng, Vương Tiểu Nha là người đi vào đầu tiên, Hạ Thiên cũng theo sau, Đinh Báo là người đi cuối cùng. Trong phòng có 7-8 người, tất cả đều là những cô gái, cũng không quá lớn tuổi, nhưng Hạ Thiên cũng chỉ quen biết một người, đó chính là Triệu Thanh Thanh. Lúc này Triệu Thanh Thanh đang hát như bò giống, nàng chỉ lo hát mà không lắng nghe cảm nhận của người khác. Hạ Thiên ca ca, ai là vợ anh? Vương Tiểu Nha lúc này không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên quét mắt nhìn qua tất cả mọi người, sau đó hắn đưa ra kết luận cuối cùng. Không có ai là vợ anh. Sao? Vương Tiểu Nha lập tức mất hứng, nàng trừng mắt nhìn Đinh Báo. Này, anh gạt tôi sao? Chị Nha, tôi nào dám gạt chị? Đinh Báo vội vàng nói, đúng là nói giỡn, Vương Tiểu Nha này chẳng nhưng là em gái của Kiệt ca, hơn nữa còn là bạn gái nhỏ của Thiên ca, hắn sao dám lừa nàng? Anh nói vợ của Hạ Thiên ca ca ở đây, nhưng Hạ Thiên ca ca nói không có, không phải anh thì chẳng lẽ là Hạ Thiên ca ca gạt tôi? Vương Tiểu Nha bất mãn nói. Đinh Báo không khỏi sững sờ, hắn chỉ vào Triệu Thanh Thanh. Thiên ca, đây không phải là vợ anh sao? Không phải. Hạ Thiên trả lời không chút do dự. Nhưng, cô ấy nói mình là vợ anh, tôi còn tưởng thật. Đinh Báo nói với vẻ mặt đau khổ. Này! Vương Tiểu Nha hét lớn. Nàng chạy về phía Triệu Thanh Thanh, sau đó thừa dịp Triệu Thanh Thanh không chú ý mà cướp lấy micro. Chị đúng là không biết xấu hổ, chưa nói đến vấn đề chị hát quá khó nghe, hơn nữa còn giả vờ là vợ của Hạ Thiên ca ca, đúng là giả danh lừa bịp. Triệu Thanh Thanh đang hát thì bị người ta cướp mất micro, tất nhiên nàng lập tức phản ứng, sau đó nàng trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Này, em gái, tuy em còn nhỏ nhưng nói lời cũng phải chịu trách nhiệm, chị hát như vậy mà khó nghe sao? Chị là Triệu Vũ Cơ thứ hai. Ủa, sao em giống Triệu Vũ Cơ vậy? Không phải em giống Triệu Vũ Cơ, phải là Triệu Vũ Cơ giống em. Vương Tiểu Nha bất mãn cải chính. Còn nữa, sao chị không hiểu gì hết vậy? Chị hát quá khó nghe mà còn dám tự xưng là Triệu Vũ Cơ sao? Hơn nữa còn giả mạo là vợ của Hạ Thiên ca ca, tưởng như vậy sẽ có được Hạ Thiên ca ca sao? Ai giả mạo, chị chính là vợ của Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh hào hùng nói. Hạ Thiên bất mãn đón lời. Này, em là vợ anh khi nào? Sao, sư phụ đến đây hồi nào vậy? Triệu Thanh Thanh lập tức nhìn thấy Hạ Thiên, phản ứng đầu tiên của nàng là lắp bắp kinh hãi, sau đó nàng cười hì hì. Sư phụ, em đã là vợ anh lâu rồi mà. Em không phải là vợ anh. Hạ Thiên tức giận nói. Sư phụ, trong mắt em vĩnh viễn là vợ anh. Triệu Thanh Thanh nói mà mặt không đổi sắc. Lúc này Hạ Thiên còn chưa nói thì Vương Tiểu Nha đã không nhịn được. Này, da mặt chị đúng là dày siêu cấp, Hạ Thiên ca ca không thích chị, không ngờ chị cứ quấy lấy. Em gái, người lớn nói chuyện thì con nít đừng xen vào. Triệu Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha.
Vương Tiểu Nha bị chọc tức. Này, ai là con nít? Em là bạn gái của Hạ Thiên ca ca. Không thể nào. Triệu Thanh Thanh ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Sư phụ, cô bé này không nói thật đấy chứ. Cô bé thật sự là bạn gái của anh sao? Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hừ, em đương nhiên là bạn gái của Hạ Thiên ca ca, chị tưởng em là chị, là giả danh lừa bịp, siêu cấp lừa gạt sao? Vương Tiểu Nha căm giận nói. Trời, sư phụ, sao lại như vậy? Triệu Thanh Thanh nói với vẻ mặt bất bình. Thân thể của em tốt như vậy, đi ra khỏi cửa có thể giữ thể diện cho anh, về nhà có thể để anh tùy tiện, tiêu xài. Một người vợ bé tốt như vậy mà anh không cần, anh lại tìm một cô bé chưa phát dục về làm bạn gái, đúng là quá bất công. Vương Tiểu Nha trừng mắt nhìn Triệu Thanh Thanh. Này, thân thể em có chỗ nào kém? Vào độ tuổi của em mà được như thế này là ngon lắm rồi đấy, không giống như chị, già rồi mà dáng người còn rách nát, hèn gì Hạ Thiên ca ca không thích chị. Này, có người nói như em sao? Cái gì mà chị già rồi? Chị vừa mới 18 tuổi, chị còn có thể tiếp tục phát dục. Triệu Thanh Thanh cũng trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Hai cô gái một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, bộ dạng giống như sắp quyết đấu với nhau đến nơi. 18 tuổi rồi mà còn chưa phát dục, phụ nữ 18 như một đóa hoa, qua tuổi 18 sẽ trở thành cặn bã, chị sẽ càng ngày càng xấu đi thôi. Vương Tiểu Nha nhíu mũi dùng giọng khinh thường nói. Em, Triệu Thanh Thanh rất buồn bực, Tiểu Nha đầu này mồm mép quá khủng, vì vậy nàng lập tức hừ một tiếng. Dù sau này chị không phát dục thì cơ thể vẫn khá hơn hem, nhìn như chim cút, sờ vào chắc chắn sẽ không có chút cảm xúc. Chị. Lần này đến lượt Vương Tiểu Nha buồn bực, gương mặt đẹp trở nên đỏ bừng bừng. Em còn cơ hội phát dục, em nhất định sẽ là siêu cấp đại mỹ nữ. Hừ, em cho rằng khi còn bé thì đẹp, lớn lên sẽ vẫn đẹp sao? Em biết cái gì gọi là phụ nữ 18 tuổi sẽ biến đổi không? Khi còn bé thì xấu, lớn lên sợ rằng ngày càng xinh đẹp. Những người như em khi còn nhỏ thì rất xinh đẹp, sợ rằng càng lớn càng xấu, bây giờ 12 tuổi em là một đóa hoa. Đợi đến khi em 18 tuổi, sợ rằng sẽ trở thành cặn bã. Triệu Thanh Thanh vừa bị Vương Tiểu Nha đả kích, tất nhiên bây giờ nàng sẽ tận dụng cơ hội để đả kích trở lại, nếu không nàng sẽ thiệt thòi lớn. Chị nói bậy bạ. Vương Tiểu Nha thở phì phò nói. Em không tin, chị căn bản chỉ là ghen ghét em. Triệu Thanh Thanh chỉ còn phải ghen ghét em sao? Chị là Triệu Vũ Cơ thứ hai, tương lai sẽ là nữ hiệp đệ nhất thiên hạ. Triệu Thanh Thanh tiếp tục tự diễn thuyết. Hừ, Vương Tiểu Nha cắt đứt lời Triệu Thanh Thanh. Chị đừng khoác lác, hát như vậy đừng mơ làm Triệu Vũ Cơ thứ hai. Này, em gái, chị cũng không nhịn được nữa, em nói chị hát dở, chị sẽ quyết đấu với em. Triệu Thanh Thanh tức giận nói. Quyết đấu thì quyết đấu, em không sợ chị. Vương Tiểu Nha hừ một tiếng rồi nói. Được rồi, chúng ta quyết đấu. Triệu Thanh Thanh nói quyết đấu thì quyết đấu, nàng cầm lấy micro đưa sang. Em hát trước đi, nếu không người khác lại nói chị ỷ lớn hiếp nhỏ. Thì ra Triệu Thanh Thanh và Vương Tiểu Nha quyết đấu với nhau chính là thi hát. Hừ, chị xấu hơn em, chị hát trước đi, nếu không người khác sẽ nói em ỷ đẹp hiếp xấu. Vương Tiểu Nha ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Em, Triệu Thanh Thanh lại có chút buồn bực, sau đó nàng căm giận nói. Đẹp thì ngon sao, hát trước thì hát trước, chị sẽ cho em tự nhận thua mà không dám hát. Dưới ánh mắt quỷ dị của đám người Hạ Thiên, Đinh Báo và nhóm bạn của Triệu Thanh Thanh, lúc này Triệu Thanh Thanh và nha đầu Vương Tiểu Nha bắt đầu hát quyết đấu. Khi Triệu Thanh Thanh bắt đầu bày ra giọng ca không bình thường của mình thì mọi người vẫn còn giữ được bình tĩnh, dù sao mọi người cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý, cũng không quá sợ hãi. Sau khi thoát khỏi sự tra tấn của Triệu Thanh Thanh thì đến lượt Vương Tiểu Nha, nhưng khi Vương Tiểu Nha mở miệng hát hai câu thì đám người trong phòng hầu như muốn hôn mê. Người duy nhất không có cảm giác gì là Triệu Thanh Thanh, nàng đang cười rất sung sướng. Ha 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 ha, chết cười, đây mà gọi là hát sao? Triệu Thanh Thanh chỉ vào Vương Tiểu Nha, nàng cười đến mức lăn lộn. Em đang đọc bài à? Không đúng, đọc cũng không đến mức dở tệ như vậy, ha ha. Thật ra âm thanh của Vương Tiểu Nha cũng khá dễ nghe, nhưng nàng hát như ma đuổi, hơn nữa giống như còn không dùng micro, vì thế mà giọng hát lúc lớn lúc nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Nếu so sánh Vương Tiểu Nha với Triệu Thanh Thanh thì chỉ có thể nói là một cặp trời sinh, khó thể phân cao thấp. Em không hát nữa. Vương Tiểu Nha cũng nhanh chóng phát hiện ra mình không có thiên phú ca hát,
nàng ném micro một cách căm giận, sau đó nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi thôi, không ở cùng với người phụ nữ xấu xí này nữa. Triệu Thanh Thanh đang cười rất vui vẻ, khi nàng nghe được lời nói của Vương Tiểu Nha thì lại tức tối. Này, ai là người phụ nữ xấu xí? Ai xấu, chị xinh đẹp thế này mà không biết, đúng là ánh mắt có vấn đề. Này, em quay lại đây, nói rõ xem chị xấu ở chỗ nào. Triệu Thanh Thanh cũng liên tục gào lên, nhưng Vương Tiểu Nha đã bỏ đi, để lại một Triệu Thanh Thanh rất buồn bực. Sau đó Triệu Thanh Thanh bắt đầu phát tiết, tất nhiên đám bạn đi hát cùng phải chịu tra tấn. Lúc này Vương Tiểu Nha đi ra ngoài đại sảnh quán karaoke cũng rất bực bội, nàng nép lên người Hạ Thiên rồi lầm bầm. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi làm gì đây? Hình như cũng không còn gì vui. Về nhà. Hạ Thiên vô tình nói, trong lòng hắn thầm quyết định, sau này sẽ không bao giờ đi hát karaoke. Chương 381, đến nhà Liễu Vân Mạn. Con nít thường rất hay đổi ý, Vương Tiểu Nha cũng là một cô bé, vì vậy nàng đổi ý còn nhanh hơn gió. Trước đó vì đạt được tự do nên nàng muốn đi chơi cả đêm, nhưng bây giờ vì chuyện hát karaoke mà mất hết hào hứng, vì vậy nàng quyết định về nhà. Nàng phải về nhà ngủ một giấc, ngủ cho sướng. Trước tiên Hạ Thiên đưa Vương Tiểu Nha về nhà, tất nhiên không phải đưa đến trường Giang Đại Phụ, hắn đưa nàng về một khu dân cư tên là Bảo Lai, đây là một khu dân cư khá tốt, cũng không cách quá xa Đại học Giang Hải, chẳng qua chỉ mất 10 phút đi xe. Trước đó Vương Kiệt đã mua nhà ở đây, bên trong có hai phòng, một phòng thuộc về Vương Tiểu Nha. Bình thường dù là Vương Kiệt hay Vương Tiểu Nha cũng đều ít khi lui tới nơi này, nhưng Vương Kiệt bây giờ đã có tiền, hắn thuê một người giúp việc để quét dọn vệ sinh và cơm nước. Vì vậy khi Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha về đến nhà thì chỉ gặp một người nữ giúp việc còn khá trẻ. Hạ Thiên ca ca, em đi tắm, anh có ngủ lại không? Vương Tiểu Nha vào phòng, nàng dùng giọng mất hết sức lực hỏi. Không, anh còn có chuyện, anh đi trước. Hạ Thiên nhanh chóng chạy mất, hắn cũng không muốn ngủ với một cô bé. Nhưng khi rời khỏi khu dân cư Bảo Lai thì Hạ Thiên lại bắt đầu cảm thấy nhức đầu, rốt cuộc nên đi tìm vợ cảnh sát tỷ tỷ hay là chị Vân Mạn. Hạ Thiên suy nghĩ rồi điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Điện thoại vang lên, Lãnh Băng Băng nhận điện thoại, sau đó Hạ Thiên nghe thấy giọng nói mỏi mệt của nàng. Có chuyện gì? Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đang ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Tôi nhớ chị. Tôi ở đồn cảnh sát, hôm nay có chút bề bộn, buổi tối phải đi làm. Lãnh Băng Băng nói, giọng điệu tuy không tính là dịu dàng nhưng cũng không tương xứng với tên gọi của nàng. Lúc này nàng khựng lại một chút rồi nói. Cậu đừng đến tìm tôi không có thời gian đâu. Lãnh Băng Băng rõ ràng biết rất rõ về Hạ Thiên, nàng biết rõ hắn muốn đến cục cảnh sát tìm mình, thực tế thì hắn cũng có ý nghĩ này. Nhưng bây giờ Lãnh Băng Băng nói như vậy thì Hạ Thiên cũng chỉ biết bỏ qua ý nghĩ kia, vì vậy hắn đành phải chuyển hướng sang chị Vân Mạn. Hạ Thiên lấy điện thoại ra định hỏi xem Liễu Vân Mạn đang ở đâu, nhưng hắn không ngờ mình còn chưa làm gì thì chuông điện thoại đã vang lên, người gọi đến là Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Điện thoại được nối thông, Liễu Vân Mạn dùng giọng có chút ngượng ngùng hỏi. Thực tế Liễu Vân Mạn ở bên kia cũng đang đỏ mặt, nàng suy xét rất lâu mới quyết định gọi cuộc điện thoại này. Chị Vân Mạn, tôi cũng đang định đi tìm chị. Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chị đang ở đâu? À, tôi đang ở nhà. Liễu Vân Mạn nghe nói Hạ Thiên cũng đang chuẩn bị đi tìm mình thì nhìn không được phải tự mắng mình, vì sao nàng không đợi thêm một lúc nữa nhỉ? À, chị Vân Mạn, chị chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, sau đó hắn lập tức chạy đi. Hạ Thiên thấy Liễu Vân Mạn gọi điện thoại thì nhất định là nhớ mình, vì vậy hắn phải nhanh chóng đến tìm nàng. Tất nhiên, thực tế dù Liễu Vân Mạn có nhớ cũng sẽ không chủ động điện thoại cho Hạ Thiên, sở dĩ nàng phải điện thoại cũng chỉ vì sau khi về nhà phát hiện cửa chống trộm vẫn chưa được sửa xong. Nàng là một người đẹp. Nếu ở một mình trong nhà với cánh cửa chống trộm bị hư hại, tất nhiên nàng sẽ rất sợ hãi, vì vậy mới gọi điện thoại cho Hạ Thiên sang. Nhưng sau khi Hạ Thiên đến và phát hiện ra nguyên nhân cũng không quan trọng, cả buổi tối nàng tiếp tục rên rỉ khàn cuống họng. Ngày hôm sau Liễu Vân Mạn cũng không phải đi làm, vì vậy nàng nằm trên giường đến tận 11 giờ, sau đó thức dậy điện thoại cho người đến sửa cửa chống trộm, ngay sau đó đã đến giữa trưa. Hạ Thiên, chúng ta đi dùng cơm thôi. Liễu Vân Mạn đợi đến khi đám người kia sửa xong cửa thì nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến gì với vấn đề này, thực tế hai người bọn họ còn chưa ăn sáng, tuy Liễu Vân Mạn có thể nấu mì,
hơn nữa cũng nấu rất ngon, nhưng buổi sáng nàng đang bị Hạ Thiên đè ra ăn sạch, tất nhiên sẽ không thể rời khỏi giường làm bữa sáng. Liễu Vân Mạn thân mật kéo tay Hạ Thiên đi ra khỏi khu danh điển, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Hạ Thiên, lần trước giám đốc bệnh viện đưa cho tôi 1 triệu, nói là cậu để tôi mua xe. Tôi cũng quên hỏi cậu, rốt cuộc có phải thật không? Đúng vậy, ông ấy thiếu tôi 1 triệu. Esti gật đầu. Chị chưa mua xe sao? Tôi định để ông ấy mua xe cho chị, nhưng cũng không biết chị thích xe gì, vì vậy mà tôi bảo ông ấy đưa tiền cho chị. Được rồi, lát nữa chúng ta dùng cơm xong sẽ đi mua xe được không? Chiếc xe trước đó của Liễu Vân Mạn đã bị tông nát, đến nay nàng vẫn chưa mua xe mới, vì vậy đi làm cũng không tiện. Được. Hạ Thiên đồng ý ngay. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện Hoàng An Bình gọi đến, vì vậy nhận điện thoại. Tìm tôi có chuyện gì? Hạ Thiên, bây giờ cậu có rảnh không? Hoàng An Bình hỏi. Tôi muốn mời cậu bữa cơm. Mời cơm sao? Hạ Thiên đang chuẩn bị đi dùng cơm, vì vậy hắn suy nghĩ rồi gật đầu. Được rồi, ăn ở đâu? Ở đường Tam Giác có một nhà hàng tên là Mãn Hán Toàn Tịch, cậu biết chỗ đó không? Hoàng An Bình hỏi. Không. Hạ Thiên tất nhiên không biết, dù là đường Tam Giác hay nhà hàng Mãn Hán Toàn Tịch, hắn đều chưa từng nghe nói đến. Hoàng An Bình trầm ngâm một chút, cuối cùng nói. Nếu không tôi sẽ đến đón, cậu đang ở đâu? Không cần, tôi sẽ bắt xe qua. Hạ Thiên thuận miệng nói. Anh cứ gọi thức ăn ngon lên sẵn đi, tôi và chị Vân Mạn đang đói. Được, tôi sẽ gọi món. Hoàng An Bình ngẩn người, sau đó hắn vội vàng nói. Lúc này hắn mới hiểu ra, thì ra Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đi cùng nhau. 20 phút sau Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đã đến nhà hàng tên là Mãn Hán Toàn Tịch, Hoàng An Bình cũng đã sớm chờ sẵn trước cửa. Hạ Thiên, bác sĩ Liễu, các người đã đến. Hoàng An Bình nhiệt tình chào đón. Chúng ta vào trước, món ăn đã gọi sẵn, lúc này có lẽ cũng đang được đưa lên. Hoàng An Bình dẫn Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn đi vào một gian phòng, bên trong còn có một người, khi thấy mọi người vào cửa thì người này đứng lên đón chào. Hạ Thiên, bác sĩ Liễu, giới thiệu cho mọi người đây là anh em của tôi, là Bạch Thắng Thiên, chúng tôi hay gọi là Tiểu Bạch. Hoàng An Bình lập tức giới thiệu hai bên với nhau. Tiểu Bạch, Hạ Thiên cũng không cần giới thiệu, đây là bác sĩ Liễu Vân Mạn, là bạn gái của Hạ Thiên. Là vợ. Hạ Thiên uốn nắn lời giới thiệu của Hoàng An Bình. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Thắng Thiên. Sao nhìn anh thấy quen quen nhỉ? Chào cậu, Hạ Thiên, chúng ta đã từng gặp mặt, lần trước hai tên khốn kiếp Trần Ích Dân và Chu Đông muốn gây bất lợi cho luật sư Vân. Bạch Thắng Thiên mở miệng nói. À, thì ra anh chính là tên ngốc trước đó đi với hai lão già dê kia. Hạ Thiên nghĩ ra ngay. Hoàng An Bình ở bên cạnh vội vàng giải thích. Hạ Thiên, thật ra Tiểu Bạch cũng không quen hai lão già kia. Chẳng qua Tiểu Bạch cùng Chu Đông là việc cùng tòa án, nên khó tránh khỏi có chút liên lạc với luật sư Trần Ích Dân. À, dùng cơm trước đi, tôi đang đói. Hạ Thiên thật sự không truy cứu sự việc lần trước, dù là Bạch Thắng Thiên hay Trần Ích Dân cũng vậy, cả hai đều không đáng để hắn coi trọng. Hạ Thiên kéo Liễu Vân Mạn ngồi xuống, sau đó bắt đầu chiến đấu với thức ăn trên bàn. Rõ ràng hắn không khách khí, Liễu Vân Mạn thì ngược lại, nàng có chút cẩn trọng. Nhưng Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên cũng nhanh chóng động đũa, vì vậy mà Liễu Vân Mạn cũng đã sớm đói bụng cũng không còn gì để chần chừ. Nhà hàng này tên là Mãn Hán Toàn Tịch, tuy chưa thể làm ra Mãn Hán Toàn Tịch nhưng đồ ăn lại rất nhiều, hương vị cũng tương đối khá. Có thể thấy Hoàng An Bình lựa nhà hàng cũng có suy tính. Sức ăn của Hạ Thiên là rất lớn, Liễu Vân Mạn bình thường cũng không ăn nhiều, nhưng tối qua nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng vào, hoạt động giải trí, vì vậy lúc này cũng ăn không ít. Thậm chí ngay cả Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên cũng ăn thua nàng. Tất nhiên cũng vì như vậy mà tất cả món ăn trên bàn đều bị mọi người chiến đấu sạch sẽ trong vòng nửa giờ. Khi thấy người nào cũng đã no nê, Hoàng An Bình cuối cùng cũng mở miệng. Hạ Thiên, có phải cậu đắc tội với Uông Đại Hải không? Uông Đại Hải sao? Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nghĩ ra. À, tên ngu kia sao? Tôi đã giúp con hắn một chuyện. Cậu giúp con anh ta sao? Hoàng An Bình có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình lầm? Đúng vậy, con trai của ông ta có một sở thích rất đặc biệt, đó chính là cắm, thằng nhỏ, vào trong đất, vì vậy tôi giúp cậu ta thực hiện nguyện vọng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhưng hình như con trai của ông ta không rút,
gậy, ra được, vì vậy mà rất đáng thương, nhỏ xíu mà đã là thái giám. Phụt! Bạch Thắng Thiên chợt phun nước canh ra, người này đúng là ra tay tàn độc. Hoàng An Bình cũng không biết nói gì, lúc này xem như hắn đã hiểu, Hạ Thiên đã đắc tội với Uông Đại Hải, hơn nữa cũng không phải là đắc tội bình thường. Đây rõ ràng là thâm cừu đại hận, hèn gì Uông Đại Hải chạy khắp nơi tìm hiểu tin tức về Hạ Thiên, thậm chí còn tìm đến cả Hoàng An Bình. Hạ Thiên, Uông Đại Hải bây giờ đang điều tra khắp chuyện về cậu. Hoàng An Bình có chút chần chừ. Cậu phải cẩn thận một chút, người này lai lịch không nhỏ, đồng thời cũng rất âm hiểm. Tôi không quan tâm đến ông ta, nếu ông ta làm phiền tôi sẽ xử lý ngay. Hạ Thiên không thèm quan tâm. Bạch Thắng Thiên và Hoàng An Bình đưa mắt nhìn nhau, hai bên đều không biết nói gì. Thì ra Hạ Thiên không quan tâm đến vấn đề này, chẳng lẽ hôm nay hai người bọn họ tự mình đa tình sao? Uông Đại Hải kia là ai? Liễu Vân Mạn ở bên cạnh thì ngược lại, vì nàng quan tâm đến Hạ Thiên nên nhìn không được phải hỏi một câu. Chương 382, luật sư khốn nạn. Uông Đại Hải là luật sư, ông ta cũng coi là một luật sư nổi tiếng ở thành phố Giang Hải. Thậm chí còn có người cho rằng ông ta là đệ nhất luật sư thành phố Giang Hải. Người nói là Bạch Thắng Thiên. Trong nhóm luật sư thì Uông Đại Hải xem như khác loại, phần lớn luật sư thường tiếp nhận các vụ án dân sự, không rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ thì không nhận vụ án hình sự. Nhưng Uông Đại Hải thì khác biệt, lão rất ít khi nhận án dân sự, căn bản đều nhận án hình sự. Liễu Vân Mạn là bác sĩ mà không phải luật sư, vì vậy nàng không hiểu rõ sự khác biệt giữa hai chuyện, vì vậy nàng hỏi. Như vậy có gì khác nhau sao? Là thế này, án dân sự thường chỉ là tranh chấp tài sản, bình thường phí luật sư tương đối cao, cũng không có tính chất nguy hiểm. Bạch Thắng Thiên giải thích. Những vụ án hình sự thường có phí rất thấp, hơn nữa làm không tốt sẽ còn bị trả thù, tính nguy hiểm rất cao, vì vậy luật sư bình thường đều cố gắng tránh án hình sự. Nếu án hình sự không kiếm được tiền, hơn nữa còn nguy hiểm, vì sao Uông Đại Hải lại đặc biệt tiếp nhận? Liễu Vân Mạn có chút kỳ quái. Bạch Thắng Thiên tiếp tục giải thích. Án hình sự thường không kiếm ra tiền nhưng dưới tình huống đặc thù, vì không muốn ngồi tù mà người ta không tiếc bỏ ra số tiền lớn, còn có những tử tội, chỉ cần có thể sống sót thì mất trên vài trăm đến vài triệu là bình thường, mà Uông Đại Hải lại có thể thỏa mãn yêu cầu của những người này. Uông Đại Hải là một luật sư có bản lĩnh, người đáng lý phải bỏ tù vài năm có thể bị hắn hoãn thi hành án, cũng không cần phải vào tù ngồi đợi. Mà một số phần tử bị phán tử hình cũng có thể được hắn kéo dài thời gian phán quyết. Hoàng An Bình ở bên cạnh nói. Trước đó có một tên khốn cưỡng hiếp và giết chết một người phụ nữ, còn chặt xác người ta, đáng lý ra tòa án sơ thẩm đã phán tội tử hình, nhưng đến khi lên tòa phúc thẩm thì lại hoãn thời gian để bổ sung chứng cứ. Nghe nói vụ này hắn ta được 2 triệu bạc. Đúng vậy, người này chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng chỉ cần có tiền là người này ra tay giúp người, cũng không sợ trời phạt. Bạch Thắng Thiên nói, Liễu Vân Mạn không hiểu nổi. Không phải hắn ta chỉ là một luật sư sao, thế nào lại lợi hại như vậy? Điều này đều quy công lao cho vợ hắn, đừng nhìn tướng mạo bình thường của vợ hắn mà xem thường, nhưng cha của cô ta là người có năng lượng rất mạnh ở hệ thống tư pháp. Bạch Thắng Thiên do ràng hiểu rất rõ tình huống của Uông Đại Hải. Cha vợ của Uông Đại Hải là Trịnh Trường Phong, bây giờ là phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh, quan hệ rất rộng. Những năm gần đây Uông Đại Hải cũng lợi dụng vào quan hệ với cha vợ mà kết bạn được rất nhiều người trong hệ thống tư pháp. Đối với hắn thì giúp một người thoát khỏi cảnh tù tội cũng không có gì là khó. Bạch Thắng Thiên dừng lại một chút, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thật ra tôi cũng khá quen biết với Uông Đại Hải, sáng hôm nay hắn còn điện thoại cho tôi, để tôi điều tra Hạ Thiên. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, sai đó mới nói cho Tiểu An, sao biết được Tiểu An cũng nhận được tin. Thì ra Uông Đại Hải cũng muốn tìm tư liệu về Hạ Thiên ở cục cảnh sát. Hoàng An Bình nghe nói như vậy thì xen vào một câu. Đúng rồi, Hạ Thiên, nghe Tiểu Bạch nói, cậu bị người ta tố cáo phải không? Hình như người tố cáo là Liễu Kỳ, có chuyện gì xảy ra? À, Liễu Kỳ có bệnh. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên, Tiểu Bạch rất quen thuộc với người bên tòa án, nếu cậu cần hỗ trợ thì cứ nói, Tiểu Bạch là anh em của tôi, đều là người một nhà. Không cần khách khí. Hoàng An Bình cũng không muốn truy vấn tình huống cụ thể, chỉ là vỗ ngực đảm bảo. Hôm nay chẳng qua hắn chỉ muốn giới thiệu Tiểu Bạch với Hạ Thiên. Trước đó Tiểu Bạch vẫn luôn muốn làm quen với một người hùng mạnh như Hạ Thiên, nhưng Hoàng An Bình vẫn không tìm được cơ hội phù hợp. Không cần,
tôi đã nhờ chị Vân Thanh giúp đỡ những vấn đề liên quan đến tòa án. Hạ Thiên tranh thủ thời gian nói, hắn không cần người khác hỗ trợ, nếu không thì hắn sao có cơ hội để chị Vân Thanh làm vợ mình. Hoàng An Bình nghe nói như vậy mà hiểu ra ngay, Hạ Thiên vừa ý nữ luật sư xinh đẹp kia. Hoàng An Bình biết rất rõ Hạ Thiên gần đây vừa mắt người đẹp thì tất nhiên sẽ cướp lấy cho bằng được, vì vậy hắn cũng không nói gì. Hơn nữa hôm nay chẳng qua chỉ muốn giới thiệu cho Hạ Thiên biết Tiểu Bạch, bây giờ coi như đã đạt được mục đích. Chị Vân Mạn, bây giờ chúng ta đi mua xe. Hạ Thiên thật ra cũng chỉ đến dùng cơm, bây giờ đã dùng cơm xong, hắn quyết định đưa Liễu Vân Mạn đi. Liễu Vân Mạn tuy cũng có chút lo lắng về Uông Đại Hải, nhưng nàng cũng biết Hạ Thiên không phải người thường. Nếu Hạ Thiên đã không lo lắng thì nàng cũng không cần quan tâm nhiều. Khi nghe hai người đối thoại thì Hoàng An Bình không nhịn được phải hỏi một câu. Hạ Thiên, hai người muốn đi mua xe sao? Đúng vậy, lần trước xe của chị Vân Mạn đã bị hỏng. Hạ Thiên gật đầu nói. Vậy thì tốt quá, tôi biết một đại lý xe khá tốt, tôi cũng có quen biết với người quản lý, nếu không tôi đưa mọi người đi mua được không? Hoàng An Bình vội hỏi. Được rồi, cũng đúng lúc tôi không quá quen thuộc vấn đề này. Hạ Thiên hoàn toàn không hiểu xe. Liễu Vân Mạn thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không quen biết đại lý xe hơi nào. Hoàng An Bình nói với Bạch Thắng Thiên. Tiểu Bạch, trước đó vài ngày không phải cậu nói sắp đổi xe sao? Bây giờ có muốn đi cùng không? Đi, mọi người cùng đi. Bạch Thắng Thiên gật đầu, thật ra hắn cũng không có ý nghĩ muốn đổi xe, nhưng đây là cơ hội mà Hoàng An Bình tạo ra để hắn kéo quan hệ với Hạ Thiên. Sau khi tính tiền ăn thì bốn người rời khỏi nhà hàng, đúng lúc này lại có một người đi vào. Bạch Thắng Thiên vừa đúng lúc đi đầu, vì hắn có dự định sẽ đi lái xe. Này chú Bạch, trùng hợp vậy sao? Người vừa đi vào nhà hàng lập tức nở nụ cười, bộ dạng rất nhiệt tình. Bạch Thắng Thiên có chút xấu hổ, hắn đành phải bắt chuyện với đối phương. Luật sư Uông, anh cũng đến nơi này dùng cơm sao? Thì ra đây cũng không phải là ai khác mà chính là Uông Đại Hải mà vừa rồi mọi người cùng thảo luận, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lời này cũng không sai, chỉ mới ăn một bữa cơm đã gặp mặt nhau. Đúng vậy, cùng bạn đến đây dùng cơm, chú Bạch, đây là bạn của chú. Uông Đại Hải vừa nói vừa nhìn những người khác, sau đó ánh mắt hắn rơi lên người Hạ Thiên, vì vậy mà nụ cười mất sạch. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Thiên cũng dần trở nên âm trầm. Chú Bạch, vài vị này đều là bạn của chú sao? Uông Đại Hải hỏi về vài vị, thật ra người hỏi chỉ có một, đó là Hạ Thiên. Lúc này Uông Đại Hải đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Đúng vậy, luật sư Uông, bọn họ đều là bạn của tôi. Bạch Thắng Thiên nói, cuối cùng còn chêm vào một câu. Là bạn bè tốt. Rất tốt, chú Bạch, bạn của chú đúng là chí cốt. Uông Đại Hải hừ lạnh một tiếng rồi đi vào nhà hàng. Bạch Thắng Thiên nở nụ cười khổ, hắn biết Uông Đại Hải đã ghi hận với mình, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, vì được sẽ có mất. Hắn muốn kéo quan hệ với Hạ Thiên thì khó trách khỏi sẽ đắc tội với Uông Đại Hải. Hạ Thiên, bác sĩ Liễu, Tiểu An, lên xe thôi. Bạch Thắng Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề vừa rồi, hắn mở cửa xe mời mọi người bước lên. Uông Đại Hải đã không làm phiền thì Hạ Thiên sẽ chẳng quan tâm, vì vậy hắn kéo Liễu Vân Mạn lên xe, ngay sau đó xe chạy nhanh về phía đại lý xe hơi mà Hoàng An Bình có quen biết. Thế Kỷ là một trong những đại lý xe hơi nổi tiếng ở thành phố Giang Hải. Nơi đây cung cấp đủ mọi loại xe, dù là một chiếc xe Bắc Kinh giá 100.000 hay một chiếc BMW, thậm chí là một chiếc Ferrari, Lamborghini vài triệu đồng đều có. Vị quản lý xe ở đây tên là Đông Cao, gần 40, gương mặt luôn cười tủm tỉm như Phật Di Lặc. Khi hắn nhìn thấy Hoàng An Bình thì lập tức chào hỏi. Cảnh sát Hoàng, ngọn gió nào thổi cậu đến đây? Mời ngồi, tôi rót nước cho mọi người. Quản lý Đông, chúng ta cũng không nên khách sáo. Tôi có người bạn muốn mua xe, anh hỗ trợ giới thiệu vài chiếc là được. Hoàng An Bình chỉ vào Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. À, không có vấn đề, nhất định rồi. Đông Cao nhìn Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn, hắn cũng phải ngây ngốc vì vẻ đẹp của Liễu Vân Mạn, nhưng hắn cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, sau đó tranh thủ thời gian chào hỏi Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các vị thích mua xe gì? Hạ Thiên cũng không hiểu xe. Vì vậy hắn chỉ có thể hỏi Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chị thích mua xe gì? Hay là mua ai lăng, trước đó chị cũng đã chạy một chiếc như vậy. Liễu Vân Mạn dùng giọng có chút chần chừ nói, tuy nàng có 1 triệu của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không muốn sử dụng tất cả để mua xe.
Dù bây giờ nàng là phụ nữ của Hạ Thiên, nhưng nàng có thể thoải mái xài tiền của mình mà không muốn lãng phí tiền của hắn. Hơn nữa đối với nàng thì Ai Lăng cũng rất tốt, tuy không phải là xe tốt nhưng cũng còn tốt hơn đi bộ. Đông Cao nghe nói Liễu Vân Mạn thích mua Ai Lăng thì cũng không dám tỏ ra khinh thường, hắn vẫn rất niềm nở. Tiểu thư, Ai Lăng ở bên kia, tôi sẽ đưa chị đi xem. Liễu Vân Mạn đang định gật đầu thì Hạ Thiên đã xen vào một câu. Không mua xe đó, sợ rằng sẽ bị tông hư mất. Vậy cậu muốn mua xe gì? Liễu Vân Mạn dùng giọng bất đắc dĩ hỏi, xe không đến 100 ngàn thì bị tông sao không vứt đi cho được. Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Chị Vân Mạn, lần trước xe tên khốn tông vào chị là loại gì? Đó là BMW X6. Liễu Vân Mạn trả lời. Vậy thì được, mua BMW X6. Hạ Thiên lập tức đưa ra quyết định. Sao? Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ. Không cần đâu, loại xe đó rất đắt, rất xa hoa. Đắt sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn Đông Cao. Cũng không quá đắt, trong chỗ chúng tôi cũng có một chiếc, bất cứ lúc nào cũng có thể bán đi, giá của nó khoảng 1 triệu. 1 triệu sao? Không đắt. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn nói với Đông Cao. Đưa chúng tôi đi xem, chúng tôi sẽ mua chiếc đó. Chương 383, dùng nước bọt giết chết ngươi. Trong đại lý xe quả nhiên có một chiếc BMW X6, tuy đã được Đông Cao nhiệt tình giới thiệu công năng nhưng Hạ Thiên hoàn toàn không hiểu, hắn chỉ cảm thấy chiếc xe này không quá tệ. Liễu Vân Mạn cũng rất thích chiếc xe này, điều này cũng bình thường, chỉ cần tùy tiện hỏi một người hay chạy một chiếc xe giá 100 ngàn xem có thích BMW X6 hay không, tất nhiên ai cũng thích. Đối với Liễu Vân Mạn thì vấn đề duy nhất chính là chiếc xe này có hơi đắt, nhưng bây giờ Hạ Thiên muốn mua, hơn nữa Hạ Thiên cũng là người bỏ tiền. Tất nhiên nàng cũng không nói gì hơn. Lần này mua bán nhanh chóng thỏa thuận xong, đáng lý chiếc xe này làm tốt tất cả thủ tục cũng hơn 1 triệu, nhưng Đông Cao nể mặt Hoàng An Bình nên chỉ thu đúng 1 triệu. Hơn nữa bây giờ Liễu Vân Mạn có thể lái xe đi, thủ tục phải vài ngày sau mới làm xong. Liễu tiểu thư, nếu chị thỏa mãn thì có thể lái xe về nhà, còn tiền xe, chị có thể đợi chúng tôi làm thủ tục xong rồi đưa cũng không muộn. Đông Cao nói với Liễu Vân Mạn, bây giờ hắn đã biết tên của nàng. Tôi sẽ trả ngay bây giờ. Liễu Vân Mạn suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra nàng cũng không lo lắng vấn đề này. Vậy cũng được, Liễu tiểu thư, mời chị vào bên trong trả tiền. Đông Cao khẽ gật đầu nói. Tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi, Liễu Vân Mạn nhanh chóng thanh toán tiền xe, sau đó chuẩn bị chạy chiếc BMW về nhà. Nhưng đúng lúc này lại có một giọng nữ quyến rũ vang lên. Em thích chiếc BMW này. Liễu Vân Mạn không tự giác phải quay đầu, nàng phát hiện một cặp nam nữ đang tay trong tay đi về phía bên này. Người phụ nữ kia rất trẻ, khoảng 20 tuổi, ngũ quan rất đoan chính, dáng người cũng không tệ, tương đối cao, cũng hơn 1m7, cũng đủ để đám đàn ông phải có ý nghĩ phạm tội. Nhưng nếu chỉ đơn giản nhìn qua cách ăn mặc của nàng, rõ ràng là thuần túy dụ dỗ đàn ông phạm tội. Trên người cô gái là một chiếc áo ngắn, phía dưới là một chiếc váy ngắn. Rõ ràng nàng đang hận không thể bộc lộ tất cả vị trí trên người mình ra, sợ người khác không thể nhìn thấy. Còn người đàn ông ở bên cạnh thì ăn mặc nhiều hơn, giày tây, đáng tiếc là bộ dạng phải xin lỗi người nhìn, thân người cao gầy, hốc mắt sâu hóm, bộ dạng giống như bị tử sắc rút hết sinh lực. Ông chủ, xe này giá bao nhiêu? Người phụ nữ chạy đến trước chiếc xe BMW rồi nói. Tôi sẽ mua nó. Tôi mua rồi. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Lúc này Đông Cao cũng mở miệng nói. Thật xin lỗi, tiểu thư, chiếc BMW X6 này đã được Liễu tiểu thư mua rồi, nếu chị thích xe này, chị có thể đặt, 3 ngày sau sẽ có xe. Tôi không đợi đến lúc đó, bây giờ tôi muốn có xe ngay. Người phụ nữ kia nói với vẻ mặt không vui, sau đó nàng quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn. Các người 3 ngày sau đến lấy xe đi. Cô bị gì sao? Dù Liễu Vân Mạn gần đây rất ôn hòa nhưng lúc này cũng không nhịn được, người phụ nữ này coi mình là ai. Nàng đã thanh toán tiền xe, bây giờ chỉ chuẩn bị lái đi, bây giờ lại bắt nàng đợi 3 ngày sau đến lấy xe sao? Cô nói gì? Người phụ nữ kia lập tức nổi giận. Cô dám nói như vậy với tôi sao? Cô có biết tôi là ai không? Tôi không cần biết cô là ai, cũng không có hứng thú. Liễu Vân Mạn tức giận nói. Tôi đã mua, xe là của tôi. Cô muốn mua thì cứ đợi, không liên quan gì đến tôi. Hừ, đáng lý ra chúng ta không liên quan gì đến nhau, tôi cũng không muốn có quan hệ với loại người như cô,
như vậy rất mất thân phận của tôi. Người phụ nữ kia có vẻ rất vênh váo tự đắc. Nhưng bây giờ tôi muốn mua xe, vì vậy mà chúng ta có liên quan với nhau. Thế này đi, tôi cũng không muốn mang tiếng ức hiếp người khác, tôi cho cô 20 ngàn, bây giờ cô bán xe này cho tôi, cô chỉ đợi 3 ngày mà thôi, trong thời gian đó có được 20 ngàn, rõ ràng là lợi lớn. Liễu Vân Mạn rất căm tức, trên đời sao lại có loại phụ nữ thế này? Đúng là không biết nói lý lẽ. Này, ngu ngốc, tôi cho cô 2 vạn, cô cút ngay cho tôi, thế nào? Hạ Thiên mở miệng nói, nếu không phải hắn cảm thấy cô gái kia quá xấu, đánh bẩn tay thì đã trực tiếp đạp bay ra khỏi cửa từ lâu. Anh mắng tôi. Người phụ nữ nhìn Hạ Thiên, bộ dạng khó thể tin, sau đó mặt tức giận đến mức đỏ bừng. Anh dám mắng tôi sao? Anh có biết tôi là ai không? Tôi biết, cô họ Bạch, tên ngu. Hạ Thiên bĩu môi nói, sau đó hắn còn quay sang nhìn Bạch Thắng Thiên. Này, cô gái ngu ngốc kia hình như cùng họ với anh có quen biết cô ta không? Không phải là người nhà của anh chứ? Nếu vậy thì kéo đi dùm. Bạch Thắng Thiên chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn vô thức nói một câu. Nhà chúng tôi không có ai tên là Bạch Ngu. Liễu Vân Mạn vốn rất tức nhưng cũng không nhịn được phải cười thành tiếng. Hạ Thiên náo loạn như vậy cũng làm tâm tình của nàng tốt hẳn lên. Nhưng người phụ nữ bị Hạ Thiên gọi là ngu ngốc đã thiếu chút nữ nổi trận lôi đình. Anh, các người dám nói vậy với tôi sao? Tôi nói cho các người biết, tôi là Mạnh Ni, là ngôi sao Mạnh Ni. Thì ra cô là Mạnh Ni. Hoàng An Bình cuối cùng cũng xen vào một câu. Hèn gì cảm thấy quen quen. Hạ Thiên dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Hoàng An Bình. Ánh mắt của anh kém vậy à? Sao lại quen biết với một người phụ nữ ngu ngốc thế này? À, cũng không phải quen biết gì. Hoàng An Bình có chút xấu hổ. Cô ấy là ngôi sao chưa từng lên TV hay ca hát gì cả, nói chung cũng đã từng tham gia vài show diễn. Trước kia tổ càn quét tệ nạn xã hội điều tra một vụ trang web sex, trên đó có bộ phim của cô này được xem rất đông, vì vậy tôi có ấn tượng với cô ta. Hoàng An Bình hạ giọng xuống rất thấp, Mạnh Ni cũng không nghe thấy hắn đang nói gì. Nhưng nàng thấy có người biết mình thì lập tức đắc ý. Thế nào, bây giờ đã biết rõ tôi là ai rồi sao? Nếu thức thời thì đem xe tặng cho tôi, nếu không tôi sẽ ra ngoài la lên, sẽ để cho fan hâm mộ dùng nước miếng dìm chết các người. Mạnh Ni nói đến đây thì dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Hạ Thiên. Biết tôi có bao nhiêu fan không? Tôi nói cho anh biết, trên 1 triệu, mỗi người chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm đại lý xe này. Hoàng An Bình cũng không tin những lời này. Một ngôi sao thế này chỉ được coi là sao phim cấp 3, có nhiều người hâm mộ như vậy sao? Hạ Thiên cũng có chút kỳ quái, người phụ nữ này lấy đâu ra nhiều fan sao như vậy? Chẳng lẽ nàng có nhà máy sản xuất fan, nhưng hắn không nghe được mùi fan trên người đối phương? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Thiên không thích ăn mì, vì vậy hắn không có hứng thú với người phụ nữ này, ngược lại rất ngạc nhiên vì mì của đối phương có thể nhổ nước miếng. Hơn nữa người phụ nữ này muốn kéo mì đến nhổ nước miếng dìm chết hắn, điều này làm hắn cảm thấy khó chịu. Này, ngu ngốc, tốt nhất cô cút ngay cho tôi, nếu không tôi chỉ cần nhổ một bãi nước miếng là giết chết cô. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mạnh Ni. Mạnh Ni vốn đang rất đắc ý, nhưng nàng nghe nói như vậy thì chợt nổi giận. Anh, đúng là không biết sống chết, được, anh chờ đấy, tôi sẽ ra ngoài la lên. Mạnh Ni vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Nàng nhanh chóng giữ lấy ống nghe, cũng không biết đang làm những gì. Hạ Thiên thấy người phụ nữ kia vẫn chưa cút đi, hắn cuối cùng cũng không nhịn được, hắn há miệng phun ra một bãi nước miếng phóng về phía Mạnh Ni. Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ, Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên cũng ngây người, Hạ Thiên này muốn dùng nước bọt đánh Mạnh Ni thật sao? Cũng không biết có phải đây là lần đầu tiên nàng bị người ta nhổ nước miếng hay không? Tốc độ bay của nước miếng là khá nhanh, Mạnh Ni cũng không phát hiện ra. Sau đó nước miếng bắn vào giữa trán Mạnh Ni. Á! Mạnh Ni đang nghe điện thoại thì đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó nàng ngửa đầu ra phía sau và ngã nặng nề lên mặt đất, đồng thời còn phát ra một âm thanh khá lớn. Mạnh Ni, em làm sao vậy? Nãy giờ người đàn ông ở bên cạnh Mạnh Ni luôn tỏ ra rất uể oải, cũng không nói lời nào với Mạnh Ni và đám người Hạ Thiên. Mãi đến khi Mạnh Ni ngã xuống đất thì hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hắn ôm lấy Mạnh Ni rồi cố gắng hô lớn. Liễu Vân Mạn có chút ngẩn ngơ, mà Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên thì càng bội phục Hạ Thiên. Người này đúng là quá trâu bò, bọn họ cũng xem như được tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của hắn,
người này chỉ cần nhổ một bãi nước bọt cũng đánh ngã Mạnh Ni sao? Mày làm gì Mạnh Ni? Lúc này tên đàn ông của Mạnh Ni mới ngẩng đầu giống lên với Hạ Thiên. Ngu quá! Hạ Thiên không thèm nhìn tên đàn ông kia, hắn quay sang Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi, đừng chú ý đến hai tên ngu ngốc kia. Được rồi. Liễu Vân Mạn có chút sững sờ, nhưng nàng cũng nhanh chóng leo lên chiếc BMW và khởi động. Đứng lại! Tên đàn ông kia cũng quát lên nghiêm nghị. Khi chưa biết rõ sự việc thì không được ai bỏ đi. Á! Hạ Thiên mất kiên nhẫn, hắn phun một miếng nước bọt, sau đó tên đàn ông kia cũng ngã xuống, thế giới yên tĩnh trở lại. Hoàng An Bình thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi lo lắng, hắn không nhịn được phải hỏi một câu. Hạ Thiên, bọn họ sẽ không chết đấy chứ? À, chỉ ngủ vài ngày thôi, không sao đâu. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn lên xe. Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi. Hoàng An Bình nghe Hạ Thiên nói như vậy thì cũng yên lòng, hắn đi về phía Đông Cao, nhanh chóng phân phó. Quản lý Đông, anh điện thoại gọi xe cứu thương, nói hai người này đột nhiên hôn mê, anh cũng không biết việc gì khác, được chứ? Được. Đông Cao gật đầu. Hoàng An Bình gật đầu thỏa mãn, sau đó hắn leo lên xe của Bạch Thắng Thiên. Tiểu Bạch, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Thắng Thiên khởi động xe, hắn đang chuẩn bị rời khỏi đại lý xe, đúng lúc này điện thoại đã vang lên, hắn lấy ra nhìn, sau đó nhận điện thoại. Ngay sau đó vẻ mặt Bạch Thắng Thiên trở nên trắng bệch. Tiểu Bạch, có chuyện gì xảy ra? Hoàng An Bình ý thức được tình huống không ổn, vì vậy hắn mở miệng nói. Tiểu Bình điện thoại đến. Giọng nói của Bạch Thắng Thiên trở nên âm trầm. Khách sạn của nàng bị niêm phong. Cảnh sát cũng đưa nàng đi. Cái gì? Hoàng An Bình chấn động. Sao lại như vậy? Chương 384, Phạm Tiến bị coi thường. Tiểu Bình nói, cảnh sát cho rằng khách sạn khả nghi tổ chức hoạt động mại dâm. Bạch Thắng Thiên cắn răng. Tên khốn kiếp Vương Đại Hải, tôi biết rõ là hắn làm, vì chỉ có tên khốn này biết tôi có quan hệ với Tiểu Bình. Nhưng tôi cũng không ngờ tên khốn Vương Đại Hải này ra tay nhanh như vậy. Mới chưa được một tiếng đồng hồ đã ra đòn cảnh cáo với tôi. Vương Đại Hải này nghĩ mình là ai? Chẳng lẽ nghĩ mình là ông nội của mọi người sao? Tiểu Bạch, đừng lo lắng, hai anh em chúng ta cho hắn biết tay. Hoàng An Bình tức giận nói. Vẻ mặt Bạch Thắng Thiên có chút khó coi, hắn biết rõ Hoàng An Bình chẳng qua chỉ là nói nhảm. Hắn biết rất rõ, với quan hệ giữa hai nhà bọn họ thì căn bản không phải là đối thủ của Vương Đại Hải. Đừng nghĩ cha của hai người một là chánh án tòa án nhân dân thành phố, một người là cục trưởng cục công an mà nghĩ rằng có thể làm được tất cả, nếu chỉ xét riêng quan hệ trong ngành tư pháp ở tỉnh Bình Hải thì kém xa Uông Đại Hải. Hơn nữa Uông Đại Hải lại là người âm hiểm, có thể nghĩ ra rất nhiều chiêu thức trong bóng tối, điều này càng làm cho Bạch Thắng Thiên phải lo lắng. Ví dụ như bây giờ, Uông Đại Hải vừa ra tay đã chụp vào trong tay một món hời. Chúng ta đến khách sạn tìm Tiểu Bình rồi nói sau. Bạch Thắng Thiên mở miệng nói, bây giờ hắn không có biện pháp gì tốt, cũng chỉ đi từng bước làm từng bước. Hoàng An Bình chần chừ một chút, cuối cùng hắn khẽ nói. Hay là, chúng ta nhờ Hạ Thiên hỗ trợ. Điều này cũng không phải tốt, tôi và cậu ấy dù sao cũng mới quen biết, bây giờ tìm người ta hỗ trợ thì khó thể mở lời. Bạch Thắng Thiên cũng muốn tìm sự hỗ trợ từ Hạ Thiên, nhưng quan hệ giữa hắn và đối phương cũng khó thể nói được. Nhưng bây giờ dù sao Uông Đại Hải cũng vì Hạ Thiên mà trả thù cậu, tìm Hạ Thiên cũng không có vấn đề. Hoàng An Bình nói. Thôi được rồi, trước tiên tìm Tiểu Bình rồi nói sau, có lẽ tôi giải quyết được cũng nên. Bạch Thắng Thiên suy nghĩ, cuối cùng hắn lắc đầu rồi khởi động xe chạy đi như bay. Liễu Vân Mạn mua được chiếc BMW X6 mà trong lòng có chút hưng phấn, tuy bây giờ vẫn còn là giữa trưa nhưng nàng chợt sinh ra ý nghĩ muốn đi hóng gió. Ngay sau đó nàng biến ý nghĩ thành lời đề nghị. Hạ Thiên, chúng ta đi hóng gió nhé. Chị Vân Mạn, thích thì cứ đi. Hạ Thiên trả lời. Chúng ta đi hóng gió ở đường ven sông. Liễu Vân Mạn dùng giọng hưng phấn nói, nhưng niềm hưng phấn của nàng cũng không duy trì được một phút đồng hồ, ngay sau đó tất cả bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Liễu Vân Mạn dừng xe ven đường, nàng tiếp điện thoại, ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hạ Thiên. Mai Tam Thẩm có chuyện cần tìm tôi, chị có muốn đi cùng không? Liễu Vân Mạn cúp điện thoại rồi ra vẻ vô tình hỏi, đúng là không còn cách nào để đi hóng gió. Chị Vân Mạn, có lẽ tôi không đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn không có hứng thú với vợ của Liễu Kỳ. Vậy thì được,
cậu chuẩn bị đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Liễu Vân Mạn cũng không cưỡng ép, dù sao Hạ Thiên cũng bị Liễu Kỳ tố cáo lên tòa án, hắn không muốn đến gặp vợ của Liễu Kỳ cũng là rất bình thường. Chị Vân Mạn, không cần tiễn tôi, chị cứ đi tìm vợ của lão Liễu Kỳ đi. Hạ Thiên nói xong thì mở cửa xe bước xuống, dù sao hắn có ngồi xe hay không cũng chẳng có vấn đề. Vậy thì được, tôi đi trước, đến tối. Liễu Vân Mạn vô thức nói đến tối sẽ gặp lại, nhưng nàng lại cảm thấy mình quá chủ động, vì vậy mà không khỏi đỏ mặt, sau đó chữa lời. Đến tối tôi sẽ điện thoại cho cậu. Hạ Thiên cười hì hì với Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, đến tối tôi sẽ đến tìm chị. Gương mặt Liễu Vân Mạn chợt nóng bỏng, cảm giác khoái cảm ăn mòn xương tủy giống như lại thầm lan tràn. Nàng tranh thủ hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giải trừ những tạp niệm, sau đó khởi động xe chạy đi. Hạ Thiên đã biết được phương hướng, hắn cũng chạy đi. Hơn 10 phút sau, Hạ Thiên đã đến mục đích của mình, đó chính là phân cục công an quận Đông, cũng chính là địa phương Lãnh Băng Băng làm việc. Hắn đến đây để tìm Lãnh Băng Băng, hôm qua hắn đã muốn đến nhưng nàng nói đang rất bận, không cho hắn đi sang. Hôm nay hắn cũng không điện thoại cho Lãnh Băng Băng, hắn trực tiếp chạy đến, để tránh nàng nói hôm nay lại bận. Hạ Thiên đi thẳng vào cục công an, sau đó hắn đi đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng. Trên đường cũng không ai chặn đường. Tất nhiên mọi người cũng không kịp phản ứng, vì tốc độ của hắn quá nhanh. Lãnh Băng Băng, sao vậy? Sao nhiều người như vậy mà không bắt được tội phạm? Khi vừa vào phòng làm việc thì Hạ Thiên đã nghe được tiếng giống giận của một người đàn ông. Cục trưởng Phạm, thủ hạ của tôi đã tận lực. Âm thanh của Lãnh Băng Băng cũng vang lên. Tận lực, ý của cô là mình chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Người đàn ông chợt mỉa mai. Lãnh Băng Băng, tôi cho cô thêm 10 giờ, bây giờ là 2 giờ, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp nào, trước 12 giờ tối nay phải đưa tội phạm về cho tôi. Á! Tên cục trưởng Phạm đang răn dạy Lãnh Băng Băng, hắn còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên cảm thấy dưới bụng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, vì vậy mà hắn không khỏi ngừng lời và phát ra một tiếng rên đau đớn. Ông không muốn sống à? Sao dám nói chuyện với vợ cảnh sát tỉ tỉ của tôi như vậy? Bây giờ tôi đánh cho ông câm nín luôn. Người đang nói chính là Hạ Thiên, hắn xông đến đạp lên người vị cục trưởng Phạm, sau đó cho 7-8 tát, cuối cùng là đấm đá loạn xạ. Tên cục trưởng Phạm đáng thương rên lên từng tiếng thảm thiết, hắn đã bị đánh đến mức choáng váng, bây giờ không biết có chuyện gì đang xảy ra, cảm giác duy nhất chính là đau đớn. Lãnh Băng Băng cũng ngây người vài chục giây, sau đó nàng mới kịp phản ứng. Lúc này Hạ Thiên đang gây chuyện, vì vậy nàng vội vàng nói. Mau dừng tay, cậu làm gì thế? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tên ngốc này dám mắng chị, tất nhiên tôi phải cho ăn đòn. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn cục trưởng Phạm. Ông đúng là ngu ngốc, tôi đây còn chưa dám mắng vợ cảnh sát tỉ tỉ, ông dám mắng vợ tôi, ông muốn chết thì cứ nói thẳng, tôi sẽ thỏa mãn cho ông. Lúc này cục trưởng Phạm vẫn còn đứng, tuy bị Hạ Thiên đánh lâu như vậy nhưng hắn vẫn còn đứng vững, có thể nói năng lực chịu đòn của người là tương đối khá. Nhưng không biết bị tát quá nhiều hay không mà mở miệng nửa ngày nhưng không nói lời nào. Cái gì? Hạ Thiên trừng mắt nhìn cục trưởng Phạm. Sao ông xấu vậy, như đầu heo, sao còn chưa biết xấu hổ, còn chưa tranh thủ về chuồng đi. Lãnh Băng Băng nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa đã bật cười, lưu manh này đúng là, bây giờ cục trưởng Phạm đã giống hệt như đầu heo, nhưng đầu heo này cũng là do hắn làm ra, bây giờ lại trách người ta quá xấu sao? Cậu! Cục trưởng Phạm thiếu chút nữa đã giận ngất xỉu, hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, nhưng sau đó lại quay sang Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng, cô còn đứng ngây ra đó là gì? Còn không may bắt tên côn đồ này lại. Lần này tên cục trưởng Phạm nói ra rất rõ ràng. Ông còn dám sai bảo vợ cảnh sát tỉ tỉ của tôi sao? Hạ Thiên lại đạp đến, lúc này cục trưởng Phạm trực tiếp té xuống đất. Này, đừng đánh. Lãnh Băng Băng vội vàng tiến lên kéo Hạ Thiên. Sau đó nói với cục trưởng Phạm. Cục trưởng Phạm, anh về trước đi, tôi sẽ nhanh chóng bắt được tội phạm. Ý của cô là gì? Cục trưởng Phạm bò lên, hắn tức giận nói. Cục trưởng Phạm, ý của tôi là vừa rồi không có chuyện gì phát sinh, 3 giờ anh có thể đi. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Được, rất tốt, Lãnh Băng Băng, cô dám. Á! Cục trưởng Phạm thiếu chút nữa đã giận chết, hắn chỉ tay vào Lãnh Băng Băng. Trong ánh mắt không những chỉ có sự tức giận, hơn nữa còn cảm thấy khó tin. Hạ Thiên lại tung ra một đá, hắn trực tiếp đá đối phương văng ra cửa, sau đó đóng cửa lại. Cuối cùng cũng an tĩnh. Hạ Thiên rất thoải mái,
cuối cùng cũng không còn ai phá rối thế giới của riêng hắn và Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cũng cảm thấy rất đau đầu, nàng nhìn Hạ Thiên rồi tức giận nói. Cậu đừng quấy rối nữa được không? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nào có quấy rối, tôi đang giúp chị Hạ giận. Hạ Thiên ra vẻ vô tội nói. Tôi biết. Lãnh Băng Băng không biết nên nói gì. Nhưng cậu cũng không cần đánh người, người vừa rồi là một phó cục trưởng cục công an tỉnh tên là Phạm Tiến, nếu cậu đánh ông ta, sợ rằng ông ta sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên không cho là đúng, Phạm Tiến à? Sao không gọi là Phạm Dã Nhân? Tên này dám sai bảo và la mắng vợ cảnh sát tỉ tỉ của hắn, đúng là đáng ăn đòn. Hừ, không nói đến chuyện này nữa, cậu đến tìm tôi làm gì? Lãnh Băng Băng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng bây giờ đã hiểu rất rõ về Hạ Thiên, muốn để hắn không còn đánh người cũng khó khăn. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nhớ chị. Hạ Thiên vừa nói vừa ôm lấy vòng eo mềm của Lãnh Băng Băng. Đừng làm rộn, tôi rất bận. Lãnh Băng Băng không khỏi ngáp một cái, từ tối qua đến giờ nàng còn chưa ngủ, không buồn ngủ mới là lạ. À, cảnh sát tỉ tỉ, vậy chị ngủ đi. Hạ Thiên bế Lãnh Băng Băng lên. Trong góc phòng có một chiếc giường nhỏ dùng để nghỉ ngơi, hắn bế Lãnh Băng Băng đến bên giường, sau đó đặt nàng nằm xuống. Lúc này Lãnh Băng Băng cũng không nói gì, nàng thật sự quá buồn ngủ, nếu không phải Phạm Tiến đến gây rối, sợ rằng nàng đã đóng cửa đi ngủ. 2 phút sau Lãnh Băng Băng đã tiến vào mộng đẹp, có Hạ Thiên ở bên cạnh thì nàng không còn gì phải lo lắng, chỉ có thể an tâm ngủ. Nhưng trong phòng làm việc của nàng rất yên tĩnh nhưng bên ngoài lại có một nhóm cảnh sát nhìn Phạm Tiến bị đánh đến mức biến đổi lớn mà không biết phải làm sao. Tất nhiên bọn họ cảm thấy rất hiếu kỳ, Phạm Tiến muốn làm gì mà bị đánh như vậy. Đám người này cũng không biết, người đánh Phạm Tiến không phải là Lãnh Băng Băng mà chính là Hạ Thiên. Nhưng không thể nghi ngờ đám cảnh sát đều rất vui, người này bị đánh, tất nhiên bọn họ thật sự vui sướng. Chương 385, phiền toái của Bạch Thắng Thiên. Đám cảnh sát rất vui sướng, thật ra nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều đã giằng co với tên khốn Phạm Tiến này cả buổi tối, bọn họ cũng giống như Lãnh Băng Băng, cả tối qua hầu như không được ngủ. Tối qua Phạm Tiến đến cách phân cục khu đông khoảng 500 mét thì bị người ta cầm dao cướp của. Đường đường là một cục trưởng cục công an tỉnh nhưng lại bị người ta cầm dao cướp của, nếu tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng người ta sẽ cười rụng răng. Nhưng đối với Phạm Tiến thì lo lắng nhất không phải là bị người ta cười nhạo. Hắn chỉ bị cướp vài ngàn tiền mặt, đối với hắn thì số tiền đó cũng không đáng là gì. Vấn đề lớn nhất chính là súng của hắn cũng bị cướp. Cảnh sát bị cướp mất súng thì hậu quả tương đối nghiêm trọng, vì vậy mà Phạm Tiến vội vàng đến cục cảnh sát quận Đông tìm phó cục trưởng phân công quản lý hình sự Lãnh Băng Băng, yêu cầu nàng lập tức phá án, lấy súng của hắn trở về. Nhưng Phạm Tiến đường đường là một cục trưởng cục công an mà bị cướp nhưng không nhớ rõ mặt tên cướp, hơn nữa vị trí phụ cận cũng không có camera quan sát. Vì vậy mà cảnh sát quận Đông được điều động để điều tra cả nửa ngày nhưng hầu như không có được bất kỳ manh mối gì, vì vậy mà vụ án cũng không tiến triển. Đám cảnh sát quận Đông đã thầm mắng Phạm Tiến cả ngàn lần, người này không phải không có thủ hạ ở cục công an tỉnh, nhưng hắn không điều động thủ hạ của mình xuống hỗ trợ, cứ ép bọn họ phải tự mình ra tay. Đồng thời tên khốn này còn nổi giận ở cục cảnh sát quận Đông, giống như hắn là cục trưởng ở đây. Bây giờ Phạm Tiến bị đánh. Tất nhiên đám cảnh sát ở quận Đông đều cảm thấy rất vui. Thằng ngu này cuối cùng cũng bị đánh, hắn tưởng mình là cục trưởng ở phân cục này sao? Thậm chí là cục trưởng ở đây cũng không dám lớn tiếng với Lãnh Băng Băng, bây giờ thì Lãnh đủ chưa? Cục trưởng Phạm, anh đang đấu vật sao? Lúc này Đồng Giang cũng từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của Phạm Tiến thì không khỏi có chút sững sờ. Đồng Giang cũng không biết vì sao Phạm Tiến lại bị như vậy. Nhưng hắn vừa đặt câu hỏi thì thiếu chút nữa làm đám cảnh sát ở đây bật cười. Lúc này vẻ mặt mọi người rất cổ quái, rõ ràng là đang nín nhịn. Các anh, hừ. Phạm Tiến trừng mắt nhìn Đồng Giang, sau đó hắn hừ một tiếng rất tức giận. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn vào phòng làm việc của Lãnh Băng Băng, hắn coi như chính thức ghi hận với nàng. Ha 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 ha. Phạm Tiến vừa rời khỏi cục công an quận Đông thì mọi người cũng không nhịn được nửa mà cười rộ lên. Đồng Giang cảm thấy rất khó hiểu. Các người làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Đội trưởng Đồng, anh không biết đấy thôi, vừa rồi vị cục trưởng Phạm kia bị cục trưởng Lãnh đánh một trận. Ha ha ha! Một tên cảnh sát hảo tâm đứng ra giải thích nghi hoặc của Đồng Giang. Đồng Giang không khỏi giật mình, thầm nghĩ không phải vị cục trưởng kia háo sắc dám có ý với Lãnh Băng Băng, cuối cùng bị cục trưởng Lãnh đánh sao?
Đúng lúc này cửa phòng làm việc mở ra, đồng thời một âm thanh bất mãn vang lên. Này, các anh đừng làm ồn, cảnh sát tỷ tỷ đang ngủ. Đám người chợt trợn mắt há mồm, ai cũng ngây người nhìn Hạ Thiên đang đứng ở cửa ra vào, khoảnh khắc này không ai hiểu, rốt cuộc Hạ Thiên vào đây từ khi nào. Lúc này mọi người mới hiểu, thì ra người đánh Phạm Tiến thê thảm không phải là Lãnh Băng Băng, đó chính là tên châu bò nổi tiếng Hạ Thiên. Bạch Thắng Thiên và Hoàng An Bình cùng nhau chạy đến khách sạn Giả Nhật Dương Quang, lúc này Bạch Thắng Thiên có tâm tình rất nặng nề. Giả Nhật Dương Quang thật ra cũng chỉ là một khách sạn bình thường, cũng không có danh tiếng gì ở thành phố Giang Hải, điều kiện không bằng những khách sạn có điều kiện và quy mô. Nếu nói khách sạn này có điểm đặc biệt thì bà chủ chính là một người phụ nữ rất trẻ. Tuy khách sạn này nhỏ nhưng cũng là một tài sản không nhỏ, một người phụ nữ trẻ tạo dựng được một khách sạn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bà chủ khách sạn tên là Lữ Bình, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nàng là bạn gái của Bạch Thắng Thiên. Thật ra bọn họ quen nhau đã rất lâu, vì cả hai đều là bạn học thời cấp 2, thậm chí thời phổ thông cũng học chung trường. Từ khi còn đi học thì Bạch Thắng Thiên đã có hảo cảm với Lữ Bình, thậm chí có thể nói Lữ Bình là cô gái đầu tiên mà Bạch Thắng Thiên thầm thương trộm nhớ. Nhưng sau khi Lữ Bình học xong lớp 11 thì đột nhiên rời khỏi trường, sau đó không biết tung tích, Bạch Thắng Thiên rất nhiều năm không được gặp lại nàng. Mãi đến khi hắn tốt nghiệp đại học và đi làm ở tòa án, cũng vì một vụ án mà hai người gặp lại nhau. Lúc đó Lữ Bình là nhân viên phục vụ cho một nhà hàng, nàng gặp phải một tên khách say rượu, tên này muốn cưỡng hiếp nàng, vì vậy nàng đâm cho tên này một đao. Sau khi sự việc phát sinh thì vị khách kia cũng không chết, nhưng lại chọc vào vị trí không đúng, kết quả là hắn biến thành thái giám, Lữ Bình bị cảnh sát bắt lại. Vụ án này Bạch Thắng Thiên tiếp nhận, sau đó hắn gặp lại Lữ Bình, ngày xưa hắn vùi đầu vào tình đơn phương, bây giờ gặp mặt đối phương thì tâm tính bùng phát, tất nhiên hắn sẽ trợ giúp cho nàng. Đáng lý ra chuyện này sẽ không làm cho Lữ Bình gánh trách nhiệm, nhưng đối phương là một người tương đối có địa vị, vì vậy nàng khá khốn đốn. Cuối cùng vì sự trợ giúp của Bạch Thắng Thiên mà sự việc đơn giản hơn rất nhiều, Lữ Bình được phán vô tội. Sau đó Lữ Bình trở thành bạn gái của Bạch Thắng Thiên, vì lo lắng có người nắm vụ án kia làm khó nên quan hệ giữa hai người là tương đối bí mật. Phía Bạch Thắng Thiên cũng rất ít người biết về vấn đề này, tất nhiên với quan hệ giữa Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên. Hoàng An Bình biết rõ vấn đề này, hơn nữa năm xưa hắn còn ra tay trợ giúp. Khách sạn Giả Nhật Dương Quang chính là Bạch Thắng Thiên trợ giúp Lữ Bình xây dựng lên, theo thời gian trôi qua, cũng không còn ai nhớ rõ về vụ án vài năm trước, hai người đã dự tính đến chuyện kết hôn. Không ngờ đến lúc này lại xảy ra chuyện. Bạch Thắng Thiên biết rõ, sự việc hôm nay tuyệt đối có liên quan đến Uông Đại Hải, vì người này cũng biết quan hệ giữa hắn và Lữ Bình. Thực tế trước đó Bạch Thắng Thiên còn nhờ Uông Đại Hải giúp cho vài việc, bây giờ Bạch Thắng Thiên không những lo lắng Lữ Bình bị bắt, hơn nữa còn sợ rằng vụ án năm xưa sẽ bị khui ra. Bạch tiên sinh, không tốt, bà chủ đã bị bắt đi. Bạch Thắng Thiên cuối cùng cũng đến khách sạn, khi hắn vừa xuống xe thì nghe được tiếng nói gấp gáp của nhân viên tiếp tân khách sạn. Ai bắt người đi? Bạch Thắng Thiên vội vàng hỏi, hắn không ngờ đến đây lại chậm một bước. Em cũng không biết. Nghe nói là đội cảnh sát trị an của quận Đông, người đi đầu có họ Lương, hình như là đội trưởng. Nhân viên nhanh chóng nói. Là Lương Tĩnh. Hoàng An Bình lập tức nói. Anh ta là đội trưởng đội trật tự trị an, tôi sẽ gọi điện thoại để anh ta thả người. Tiểu An, đợi chút. Bạch Thắng Thiên ngăn cản Hoàng An Bình. Sự việc sẽ không dễ dàng như vậy, chúng ta trực tiếp đến quận Đông, cũng không cần điện thoại. Được, chúng ta đi. Hoàng An Bình cũng tán thành, cả hai lên xe chạy về phía phân cục công an quận Đông. Chưa đến 10 phút sau, Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên đã đến cục công an quận Đông, sau đó cả hai đi về phía đội cảnh sát trật tự trị an. Ủa, đây không phải là đội trưởng Hoàng cục công an thành phố sao? Ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Hoàng An Bình còn chưa đi đến khu hành chính của đội cảnh sát trật tự trị an thì đã gặp mặt một người đàn ông mặt đen trên hành lang. Người đàn ông này nhiệt tình chào hỏi Hoàng An Bình, nhưng vẻ mặt hắn lại có vẻ rất giả tạo. Đây cũng không phải ai khác, chính là đội trưởng đội trật tự trị an phân cục công an quận Đông, là Lương Tĩnh. Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên lập tức cảm thấy không tốt, bên cạnh Lương Tĩnh chính là Uông Đại Hải. Lúc này Uông Đại Hải đang dùng ánh mắt thắng lợi nhìn Bạch Thắng Thiên, trên mặt cũng có chút xem thường. Đội trưởng Lương, mọi người đều biết chuyện, đừng quanh co lòng vòng, tôi hỏi trực tiếp một câu. Phải làm sao thì anh mới thả người. Hoàng An Bình hừ khẽ một tiếng rồi nói. Lữ Bình sao?
Lương Tĩnh đầu tiên ra vẻ mê hoặc, sau đó hắn mới bừng tỉnh. À, thì ra anh nói về bà chủ khách sạn giả Nhật Dương Quang kia sao? Đội trưởng Hoàng, chuyện này có chút phiền toái, Lữ Bình này tình nghi tổ chức mại dâm. Lương Tĩnh, anh đừng nói những lời này. Hoàng An Bình mất kiên nhẫn. Anh chỉ cần nói một câu, có thả người không? Đội trưởng Hoàng, tuy sự việc Lữ Bình tổ chức mại dâm vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng chứng cứ khách sạn của cô ấy chứa chấp gái mại dâm là xác thực, người này sợ rằng không thể thả ra. Tôi nghĩ tạm thời phải giữ lại vài ngày. Lương Tĩnh dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nếu tôi muốn anh thả người thì sao? Hoàng An Bình nhìn chằm chằm vào Lương Tĩnh, tuy Lương Tĩnh không phải là cấp dưới của hắn, nhưng Hoàng An Bình có cha là cục trưởng cục công an thành phố, có thể quản được Lương Tĩnh. Nếu nói theo lý thì Lương Tĩnh phải nể mặt vài phần. Lương Tĩnh dùng ánh mắt ngoài cười trong không nhìn Hoàng An Bình, hắn vẫn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đội trưởng Hoàng, nếu có lệnh thả người thì tôi sẽ thả. Tốt, Lương Tĩnh, tôi đã nhớ mặt anh. Hoàng An Bình hừ lạnh một tiếng, hắn tất nhiên sẽ không vì sự việc này mà kinh động đến cha, nhưng thái độ của Lương Tĩnh đã quá rõ ràng, đối phương sẽ không bao giờ thả người. Đội trưởng Hoàng quả nhiên khí thế bất phàm. Uông Đại Hải đột nhiên mở miệng, giọng điệu có chút kỳ quái. Không biết đến khi cha không còn là cục trưởng cục công an thì đội trưởng Hoàng còn khí thế kinh người như vậy không? Uông Đại Hải, ông uy hiếp tôi sao? Hoàng An Bình đã sớm cảm thấy khó chịu Uông Đại Hải, tính tình của hắn cũng không ẩn nhẫn như Bạch Thắng Thiên, lúc này hắn nghe thấy đối phương nói như vậy thì lập tức nổi giận. Tôi uy hiếp cậu thì sao? Uông Đại Hải nở nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt khinh thường. Hoàng An Bình, Bạch Thắng Thiên, tôi cảnh cáo hai người, các người thức thời thì đứng cách xa tiểu tử Hạ Thiên kia ra một chút, các người chưa đủ tư cách để đối phó với tôi. Chương 386, mày là người mù. Hoàng An Bình vốn rất tức giận, hắn từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị người khác uy hiếp, lại chưa cần phải nói đến lúc này bị một luật sư uy hiếp. Nhưng khi hắn nghe được câu nói cuối cùng của Uông Đại Hải thì lại nhịn không được phải cười lên ha ha. Ha 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 ha, vui chết người, đúng là vui chết người. Hoàng An Bình cười vài chục giây mới ngừng lại, sau đó hắn quay đầu nhìn Bạch Thắng Thiên, bộ dạng rất đồng tình. Tiểu Bạch, anh em ta hiểu nhau, cậu đúng là rất oan uổng, không phải oan uổng bình thường, thì ra chúng ta theo sau Hạ Thiên, vì vậy mà có người muốn động vào. Bạch Thắng Thiên cũng cảm thấy mình rất oan, nếu hắn có bản lĩnh giúp được Hạ Thiên thì Uông Đại Hải này sao có thể làm gì được. Khi đó hắn sẽ trực tiếp phế bỏ đối phương, có cần phải rơi vào tình cảnh như lúc này sao? Nhưng Bạch Thắng Thiên chưa nói được lời nào thì Uông Đại Hải đã cười lạnh. Thế nào, bây giờ muốn phủi sạch quan hệ sao? Đáng tiếc là đã quá muộn, chuyện khách sạn giả Nhật Dương Quang chứa chấp gái mại dâm đã được chứng thực, một cặp nam nữ gồm gái mại dâm và khách làng chơi đã xác nhận, dù thế nào thì Lữ Bình cũng sẽ phải ở lại cục cảnh sát vài ngày. Uông Đại Hải nói đến đây thì nhìn Bạch Thắng Thiên. Đúng rồi, nghe nói một người phụ nữ xinh đẹp bị giam giữ thường gặp chuyện không may. Cậu nên chuẩn bị tâm lý là vừa. Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp trần trụi, vẻ mặt Bạch Thắng Thiên vì thế mà ngày càng khó coi, lúc này thậm chí hắn còn có xúc động muốn tiến lên đấm cho Uông Đại Hải một trận nên thân. Uông Đại Hải, từng tưởng rằng mình thông minh, ông làm chút trò mèo, người nào mà chẳng biết đôi cẩu nam nữ kia là do ông phái đến khách sạn. Hoàng An Bình cười lạnh một tiếng. Tôi chẳng qua chỉ không hiểu, ông nhìn qua có vẻ rất thông minh. Sao lại không biết Hạ Thiên là người thế nào? Vẻ mặt Uông Đại Hải rất khó coi, đến bây giờ hắn rõ ràng còn chưa xác định được thân phận của đối phương. Tuy hắn đã thông qua quá trình nghe ngóng nhiều con đường, nhưng mọi người đều cho hắn câu trả lời thuyết phục rất kỳ quái, rất nhiều người nói mình không biết. Mãi đến khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng đi với Bạch Thắng Thiên và Hoàng An Bình, hắn mới cho rằng Hạ Thiên ỷ vào hai người này nên mới dám ra tay với con mình. Vì vậy hắn phải sử dụng thủ đoạn với Bạch Thắng Thiên. Hắn nghĩ rằng chỉ cần làm cho Bạch Thắng Thiên trở nên thành thật thì sẽ dễ dàng đối phó với Hạ Thiên. Nhưng Uông Đại Hải không biết gì về Hạ Thiên, cho dù biết hắn cũng không sợ. Khi nghĩ đến đứa con đang bất tỉnh trong bệnh viện, hơn nữa theo lời bác sĩ thì dù có tỉnh, đứa con của hắn cũng không thể là đàn ông, những lời này làm trong lòng Uông Đại Hải bùng lên hận ý. Con trai của hắn cứ như vậy mà bị người ta phế đi, nếu hắn không làm cho tên tiểu tử Hạ Thiên kia sống không bằng chết, hắn sao có thể giải hận. Uông Đại Hải cũng không quan tâm đến Hoàng An Bình, đây chỉ là một cảnh sát nhỏ mà thôi, nếu không có cha là cục trưởng cục công an thành phố thì sao? Thậm chí Uông Đại Hải cũng xem thường vấn đề này.
Khi Uông Đại Hải chuẩn bị mở miệng trêu chọc Hoàng An Bình thì đột nhiên có một âm thanh vang lên. Này, các người làm cái quái quỷ gì vậy? Giọng nói của người kia rất bất mãn. Tất cả im mồm, vợ tôi đang ngủ, nếu các người đánh thức chị ấy, tôi sẽ đánh như xương. Uông Đại Hải nghe được âm thanh này thì chợt xoay người, sau đó trong mắt bùng ra hai luồng hàn ý. Lúc này Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên cũng sững sờ, đây không phải là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên vừa rồi đã tách khỏi bọn họ ở đại lý xe, sao bây giờ lại đến cục cảnh sát? Hạ Thiên, sao cậu lại ở đây? Hoàng An Bình không nhịn được phải hỏi. Vợ cảnh sát tỉ tỉ nghĩ đến tôi, vì vậy tôi phải đến với chị ấy. Hạ Thiên dõng dạc nói, nếu không phải bây giờ Lãnh Băng Băng đang ngủ, nếu nàng nghe được như vậy thì nhất định sẽ cho Hạ Thiên ăn đòn. Rõ ràng hắn nghĩ đến nàng, nhưng bây giờ hắn lại lật lọng là nàng nhớ hắn. Thì ra cục trưởng Lãnh ở đây. Hoàng An Bình lúc này mới kịp phản ứng, trước đó hắn chỉ lo lắng vì chuyện của Bạch Thắng Thiên, hắn lại quên mất vấn đề này. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn hỏi. Sao các anh lại chạy đến đây cãi nhau? À, bạn gái của Tiểu Bạch bị người ta bắt vào đây. Hoàng An Bình nói rõ chi tiết. Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Thắng Thiên, hắn dùng giọng tò mò hỏi. Ai bắt bạn gái của anh? Chính là vị đội trưởng Lương này. Bạch Thắng Thiên nhìn Lương Tĩnh rồi nói. Đến khi bạn gái hắn không có việc gì, hắn nhất quyết phải xử lý tên đội trưởng này. Vẻ mặt Lương Tĩnh lúc này có chút tái nhợt, hắn căn bản không có quan hệ với Hạ Thiên, nhưng tất cả cảnh sát phân cục quận Đông đều biết người đẹp băng giá nổi tiếng có một người bạn trai cực kỳ khủng bố tên là Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng là mỹ nữ cực phẩm siêu cấp, dù là ở nơi nào cũng trở thành đề tài cho người khác bàn tán. Tất nhiên ở phân cục quận Đông cũng không ai dám nói gì, nhưng lén bàn tán cũng không thiếu. Có người nói đến Lãnh Băng Băng tất nhiên sẽ nói đến Hạ Thiên, lúc này trong phân cục quận Đông cũng không thiếu những lời đồn đãi về Hạ Thiên. Tuy Lương Tĩnh không biết Hạ Thiên là IA, nhưng hắn cũng biết đối phương không dễ trêu vào. Lương Tĩnh cũng không biết Uông Đại Hải có cửu oán với Hạ Thiên, hắn chỉ cho rằng Uông Đại Hải có va chạm với Bạch Thắng Thiên, vì vậy hắn lựa chọn phương pháp đứng về phía Uông Đại Hải. Vì hắn biết rõ bối cảnh của Uông Đại Hải mạnh hơn Bạch Thắng Thiên rất nhiều. Nhưng tình hình bây giờ đã biến đổi. Lương Tĩnh không biết Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn biết rõ Lãnh Băng Băng cực kỳ khủng bố. Lúc này sự việc đã tiến triển quá mạnh, dù hắn muốn lùi bước nhưng bắt buộc đâm lao phải theo lao, quan trọng là hắn cũng nằm Uông Đại Hải trong tay, hơn nữa người này cũng không tầm thường, đủ để hủy diệt nửa đời sau của hắn. Vì vậy dù biết Hạ Thiên không dễ trêu chọc nhưng lúc này Lương Tĩnh bắt buộc phải đứng về phía Uông Đại Hải. Hạ Thiên nhìn Lương Tĩnh, sau đó hắn nhìn Bạch Thắng Thiên rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Người này bắt vợ anh, vậy sao anh còn đứng đó? Sao? Bạch Thắng Thiên không hiểu ý của Hạ Thiên. Đánh hắn đi. Hạ Thiên tức giận nói, hắn có chút xem thường Bạch Thắng Thiên. Người này đúng là, vợ bị người ta bắt nhưng không có phản ứng, nếu là hắn thì đã đánh cho tên kia thành đầu heo. Bạch Thắng Thiên không khỏi ngẩn ngơ, đánh sao? Hắn rất muốn đánh Lương Tĩnh, nhưng vấn đề là hắn không dám đánh cảnh sát, dù hắn có dám đánh cũng chẳng phải là đối thủ của Lương Tĩnh. Rất lớn lối. Giọng điệu trào phúng của Uông Đại Hải vang lên. Dám đánh cả cảnh sát sao? Câm mồm, tôi không quan tâm đến ông tiếp tục lắm mồm thì sẽ ăn đòn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Uông Đại Hải, hắn bắt đầu cảm thấy tên ngu ngốc kia rất phiền phức. Uông Đại Hải dùng ánh mắt xem thường nhìn Hạ Thiên. Đánh tôi, cậu ngon thì đụng vào thử xem. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Uông Đại Hải. Ngu ngốc muốn ăn đòn sao? Ông thích tự ngược đãi à? Hạ Thiên, nói chuyện phải khách khí một chút, nếu không tôi tố cáo cậu sỉ nhục người khác. Uông Đại Hải hừ lạnh một tiếng. Còn nữa, không phải muốn đánh tôi sao? Đến đi, nếu cậu dám đánh tôi sẽ cho cậu ở lại cục cảnh sát. Á! Hạ Thiên đấm ra một quyền trúng mũi Uông Đại Hải, ngay sau đó Uông Đại Hải đã gào lên, máu mũi tuôn ra, hắn cảm thấy đất trời xoay chuyển, sau đó ngã ngửa xuống nền đất. Ngu như lợn! Đúng là tự ngược, để tôi thỏa mãn cho ông. Hạ Thiên hời hợt nói. Còn nữa, tên ngu ngốc, thật ra tôi rất thích qua đêm ở cục cảnh sát, đáng tiếc là vợ cảnh sát tỷ tỷ lại không thích. Tốt, mày dám đánh tao, chuẩn bị ngồi tù đi thằng khốn. Uông Đại Hải bị đánh cũng nổi điên, hắn chụp mũi đứng lên, bộ dạng giống như thực hiện được gian kế. Đội trưởng Lương, lúc nãy anh tận mắt thấy Hạ Thiên đánh người, anh có thể làm chứng cho tôi chứ? Lương Tĩnh đưa mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó lại nhìn Uông Đại Hải,
cuối cùng hắn cắn môi rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, Hạ Thiên cố ý gây thương tích, hơn nữa ra tay rất nặng, tình nghi đưa người vào chỗ chết. Lương Tĩnh, có loại cảnh sát như anh sao? Thế này mà tình nghi đưa người vào chỗ chết sao? Hoàng An Bình không nhịn được phải nói. Hạ Thiên cũng bất mãn. Thằng ngu, có mắt không vậy? Nếu tao muốn đánh chết thằng ngu này, bây giờ nó còn sống sao? Mày mắng ai? Lương Tĩnh cũng lập tức nổi giận, dù gì hắn cũng là đội trưởng đội trật tự trị an, bình thường ra ngoài có biết bao người cung kính, bây giờ bị Hạ Thiên mắng, tất nhiên sẽ mất vui. Tao chửi mày, mày đúng là thằng ngu, hơn nữa còn mù. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Con bà mày mới là thằng ngu, con mẹ mày mới mù. Lương Tĩnh giận tím mặt, hắn gào lên không chút phong độ. Đúng lúc này hắn cảm thấy trong mắt có chút đau đớn, trước mắt đột nhiên đen kịt, vì vậy mà giọng điệu trở nên hoảng sợ. Mắt của tôi làm sao vậy? Tôi không thấy gì cả. Thằng ngu, mắt mù rồi, mà đã mù thì thấy cái gì nữa? Hạ Thiên lười biếng nói. Mày làm gì tao? Nói mau, mày làm gì tao? Tao liều mạng với mày. Lương Tĩnh gặp biến đổi lớn thì trở nên điên cuồng, hắn phóng về phía Hạ Thiên dựa theo ký ức. Đáng tiếc là Lương Tĩnh không nhớ lầm nhưng không thể phóng về phía Hạ Thiên, hắn chỉ phóng về vách tường một cách cực kỳ quỷ dị, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Đám người chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, Lương Tĩnh đập đầu vào tường, sau đó hắn hự lên một tiếng rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên không khỏi trợn mắt há mồm, Hạ Thiên rõ ràng quá mạnh, tiểu tử Lương Tĩnh này dễ dàng bị hắn thu phục. Vẻ mặt đắc ý của Uông Đại Hải cũng không còn, hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên rồi cắn răng nói. Mày làm gì? Chương 387, đánh Uông Đại Hải. Sao ngu vậy, tôi vừa đánh ông quên rồi sao? Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Mau cút đi, tôi phải về với cảnh sát tỉ tỉ, tôi không có thời gian. Mày cho rằng đánh tao thì có thể đi sao? Tao cho mày biết, không dễ như vậy đâu. Uông Đại Hải vừa nói xong hai câu thì câm mồm. Sau đó hắn không nói ra được câu nào, trong miệng chỉ phát ra những tiếng kêu và tiếng rên thảm thiết. Mức kiên nhẫn của Hạ Thiên cũng chỉ có hạn, trước đó hắn mặc kệ Uông Đại Hải chỉ vì muốn quay về với Lãnh Băng Băng, nhưng tên khốn này tiếp tục lắm lời, vì vậy hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn. Sau đó hắn nhanh chóng ra tay ra chân, chỉ trong nháy mắt Uông Đại Hải đã ăn vài chục đấm, vài chục đá. Đợi đến khi Hạ Thiên dừng lại thì Uông Đại Hải đã cảm thấy toàn thân cực kỳ đau đớn. Hắn muốn mở miệng nhưng lại quá đau, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Hắn muốn di chuyển thân thể, nhưng vừa nhấc chân, vừa muốn cử động chân thì hai chân đã mềm nhũn, mới đứng lên lại té xuống. Uông Đại Hải té bật ngửa xuống đất mà kêu như heo chọc tiết, cảm giác đau đớn khó thể miêu tả thiếu chút nữa làm hắn chết ngất. Nhưng vì quá đau mà hắn không thể nào ngất đi, thực tế là lúc này hắn hy vọng mình hoàn toàn hôn mê, ít nhất như vậy hắn sẽ không còn cảm giác đau đớn. Đúng là thằng ngu. Tôi nói đánh là đánh, đi là đi, làm gì được tôi? Hạ Thiên đánh Uông Đại Hải mềm người, sau đó hắn mắng một câu. Nếu chẳng phải không muốn có người chết trong cục cảnh sát của cảnh sát tỉ tỉ thì tôi đã trực tiếp giết chết ông, lần sau đừng để tôi gặp lại ông, nếu không tôi sẽ xử lý. Hạ Thiên cảm thấy đây là phân cục cảnh sát của cảnh sát tỉ tỉ, giết người trong đây cũng không tốt, vì vậy hắn để lại cho Uông Đại Hải một mạng, nhưng cũng đánh cho đối phương sống không bằng chết. Uông Đại Hải nằm trên mặt đất, hắn cố gắng chuyển động vài lần, cuối cùng cũng thấy được Hạ Thiên. Hắn rất muốn nói vài câu, đáng tiếc là không nói nên lời. Thực tế thì Hạ Thiên cũng không cho đối phương cơ hội mở lời, hắn xoay người và trực tiếp đi vào trong phòng. Uông Đại Hải nhìn qua chung quanh vài lượt, hắn thấy bên ngoài truyền đến âm thanh náo nhiệt, hắn tưởng rằng có cảnh sát thấy được tình cảnh này sẽ bắt Hạ Thiên lại, ít nhất cũng phải hỏi thăm tình huống của hắn. Nhưng kết quả cuối cùng làm hắn cực kỳ thất vọng. Ủa, quái lạ, sao vừa rồi còn nghe thấy tiếng la hét, bây giờ sao không thấy người nào? Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy, quá kỳ quái, cũng có thể là mèo kêu. Cục cảnh sát có mèo sao? Có, lúc nãy còn thấy một người đẹp ôm mèo đi qua. À, có lẽ thật sự là mèo, chúng ta vào thôi, buồn ngủ quá, vào ngủ một lát đi. Khi nghe được những lời đám cảnh sát nghị luận với nhau thì Uông Đại Hải cực kỳ bực bội, hắn không phải còn nằm một đống ở đây à? Sao đám cảnh sát kia lại xem như không có ai? Dù bọn họ không thấy hắn nằm trên mặt đất, ít nhất cũng phải thấy Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên chứ. Nhưng sau khi đám cảnh sát nghị luận với nhau thì nhanh chóng bỏ đi mất biệt. Uông Đại Hải,
bây giờ hối hận chưa? Hoàng An Bình nói, giọng điệu rất giễu cợt. Ông cho rằng Hạ Thiên là người có thể chọc vào sao? Uông Đại Hải nghe Hoàng An Bình nói như vậy thì chợt hiểu ra, đám cảnh sát vừa rồi không phải không nhìn thấy hắn mà cố ý không thấy. Nói cách khác, những gì vừa xảy ra ở đây xem như chưa từng phát sinh, dù hắn bị đánh bỏ lê bỏ càng, dù có người thấy hắn bị đánh nhưng căn bản không ai làm chứng, nói đúng ra thì hắn bị người ta đánh cho một trận không công. Này, Tiểu Bạch, có nên đánh người này không? Hoàng An Bình đột nhiên hỏi. Muốn. Bạch Thắng Thiên trả lời không chút do dự, hắn không muốn mới là lạ. Tranh thủ thời gian ra tay thôi, cơ hội hiếm có khó tìm. Hoàng An Bình nói xong thì đá lên người Uông Đại Hải. Tôi ra tay trước, tên khốn này đáng bị đánh. Tôi cũng rất muốn đập tên khốn nạn này. Bạch Thắng Thiên cũng gia nhập cuộc chiến. Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên trực tiếp tay đấm chân đá, chưa được một lúc sau thì Uông Đại Hải đã hôn mê. Đến lúc này Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên coi như giúp Uông Đại Hải một ân huệ lớn, đã chính thức cho lão hôn mê bất tỉnh. Có đánh nữa không? Bạch Thắng Thiên hỏi. Đánh làm gì? Chúng ta có làm gì đâu? Hoàng An Bình lắc đầu nói. À, đúng, chúng ta chưa làm gì, chẳng thấy gì. Bạch Thắng Thiên gật đầu. Bây giờ chúng ta làm gì? Đơn giản thôi, đi đến đội trật tự trị an, để bọn họ phải thả người. Hoàng An Bình kéo Bạch Thắng Thiên bước đi. Nếu có người nào đó không thả người thì để bọn họ đến đây xem xét tình hình của Lương Tĩnh và Uông Đại Hải. Nhưng đội trật tự trị an cũng không ai rảnh rỗi đến xem xét tình hình của hai tên Lương Tĩnh và Uông Đại Hải đáng thương. Thực tế đối với đám cảnh sát bình thường kia, không ai muốn đắc tội với Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên, bây giờ Lương Tĩnh đã như vậy thì bọn họ tất nhiên sẽ thả người. Lúc này coi như Hoàng An Bình và Bạch Thắng Thiên đến đây cũng đạt được mục đích, nhưng bọn họ biết rất rõ, lần này xem như Hạ Thiên ra tay trợ giúp. Nhưng Hạ Thiên cũng không quan tâm đến, phản ứng phụ, giúp đỡ người khác, hắn chỉ không muốn có người làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ cảnh sát tỷ tỷ mà thôi. Khi cảnh sát tỷ tỷ ngủ thì đúng là càng đẹp ra. Hạ Thiên lúc này đang ở trong phòng làm việc của Lãnh Băng Băng, hắn nhìn chằm chằm vào một Lãnh Băng Băng đang ngủ ngọt ngào rồi lầm bầm nói. Lãnh Băng Băng ngủ rất ngon, Hạ Thiên cũng nằm xuống bên cạnh nhìn nàng mà chẳng thấy chán. Suốt vài giờ buổi trưa không có ai dám đến làm phiền Lãnh Băng Băng, thật ra bọn họ đã nhìn thấy kết cục của Uông Đại Hải, ai còn dám đến. Vài giờ cứ trôi qua như vậy, mãi đến 6 giờ chiều Lãnh Băng Băng mới tỉnh lại. Khi thấy Hạ Thiên ngồi bên cạnh ngây ngốc nhìn mình, gương mặt nàng trở nên đỏ ửng, sau đó nàng tức giận trừng mắt với Hạ Thiên. Nhìn cái gì, không biết tôi là ai sao? Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi thấy chị càng lúc càng đẹp. Hạ Thiên chân thành nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Một ngày nào đó tôi sẽ xấu đi. Không biết được, cảnh sát tỷ tỷ, chị chỉ nên biết càng ngày mình càng đẹp. Hạ Thiên vẫn rất chân thành nói. Chúng ta sẽ không già sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. À, sẽ không. Hạ Thiên cũng chân thành gật đầu. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị sẽ cứ trẻ khỏe đẹp đẽ như thế này. Đúng là nói bậy bạ. Lãnh Băng Băng tất nhiên không tin lời Hạ Thiên, đối với nàng thì đây chỉ là lời nói dỗ ngọt của Hạ Thiên mà thôi. Lãnh Băng Băng ngồi dậy, nàng đi về phía cửa phòng rồi thuận miệng hỏi. Buổi chiều có ai tìm tôi không? Không. Hạ Thiên trả lời, hắn cũng không nói dối, thật sự không có ai đến tìm. Sao bên ngoài yên tĩnh như vậy? Lãnh Băng Băng lầm bầm nói, sau đó nàng mở cửa phòng nhìn ra, ngay sau đó thì ngây người. Khu văn phòng không có ai, chẳng lẽ đi đâu hết rồi? Có chuyện gì xảy ra? Mọi người đi đâu hết rồi? Lãnh Băng Băng quay đầu hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu vô tội. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi cũng không biết, nãy giờ tôi đều ở đây ngủ với chị. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngay cả lời nói của lưu manh này cũng muốn chiếm tiện nghi của nàng, như thế này mà nói là ngủ chung sao? Cậu không phải có lỗ tai nghe nghìn mét sao? Chẳng lẽ cậu không nghe được động tĩnh bên ngoài? Lãnh Băng Băng lại hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi toàn tâm toàn ý ngắm chị, cũng không chú ý đến chuyện bên ngoài. Hừ, để tôi điện thoại hỏi. Lãnh Băng Băng có chút bất đắc dĩ. Lỗ tai nghìn mét của tên khốn kia coi như mất linh. Lãnh Băng Băng nhấc điện thoại lên gọi cho Đồng Giang. Có chuyện gì, mọi người đi đâu hết rồi? Khi điện thoại vừa được nối thông thì Lãnh Băng Băng rùng rong không vui hỏi. Cục trưởng, chúng ta đã có được tin tức tên khốn đã cướp súng, vì vậy mới đi điều tra.
Đồng Giang vội vàng báo cáo tình huống. Cái gì? Lãnh Băng Băng chợt kinh ngạc, nàng có chút tức giận. Sao không nói tôi một tiếng? Cục trưởng, chị đang ngủ. Đồng Giang lắp bắp nói, thật ra hắn cũng muốn đến báo cáo cho Lãnh Băng Băng, nhưng sợ rằng đến gõ cửa sẽ bị Hạ Thiên đánh. Con gái của hắn trước đó đã bị Hạ Thiên làm cho thê thảm, đến bây giờ còn chưa khôi phục lại, trước nay hắn luôn nghĩ sẽ tìm cơ hội để Lãnh Băng Băng hỗ trợ, nói Hạ Thiên chữa tốt cho con gái, vì vậy hắn không dám đắc tội với Hạ Thiên. Hừ, trước tiên không truy cứu vấn đề này, tình huống bây giờ thế nào rồi? Bắt được người chưa? Lãnh Băng Băng hỏi. Còn chưa, phạm nhân bắt cóc một con tin, trên tay còn có súng, vì vậy. Giọng nói của Đồng Giang có chút mất tự nhiên. Lãnh Băng Băng không khỏi chau mày. Bắt cóc con tin sao? Nói cho tôi biết địa điểm, tôi đến ngay. Cẩm Tú là một khu dân cư tương đối cao cấp của thành phố Giang Hải, bình thường những người có thể mua nhà trong đây đều phải có thu nhập cao. Gần đây chị An trong khu dân cư này rất tốt, nhưng sự kiện bắt cóc con tin hôm nay đã coi như đánh tan ấn tượng của mọi người. Khi Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên đến khu dân cư thì Đồng Giang đang đứng đón trước cổng. Lúc này tuy cảnh sát đã dựng giới tuyến nhưng vẫn có rất nhiều vây quanh xem xét. Người trong nước luôn là như vậy, rõ ràng khó thể thay đổi, dù ai cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm, dù ai cũng thấy trong tay tội phạm có súng, nhưng dù là ai cũng nghĩ rằng nếu có chuyện không may xảy ra thì chưa chắc chĩa vào mình. Nói rõ tình huống cho tôi. Lãnh Băng Băng vừa đi vào khu dân cư vừa nói với Đồng Giang. Chương 388, tên tội phạm không có mắt. Đồng Giang khẽ gật đầu. Hắn vừa theo sát sau lưng Lãnh Băng Băng vừa nói rõ tình huống. Cục trưởng, đã điều tra xong thân phận của phạm nhân, người này là Lăng Lộ, vừa tròn 20, là sinh viên khoa tài chính Đại học Giang Hải. Sinh viên sao? Lãnh Băng Băng không nhịn được phải cắt ngang lời Đồng Giang, giọng điệu rất kinh ngạc. Đúng vậy, hắn là sinh viên, hơn nữa còn học rất giỏi, trước đó chưa có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Đồng Giang khẽ gật đầu, hắn biết rõ vì sao Lãnh Băng Băng lại kinh ngạc. Thực tế ngay cả hắn khi biết Lăng Lộ là sinh viên thì cũng tương đối kinh ngạc. Phải biết rằng cướp súng của một vị cục trưởng đội trinh sát công an tỉnh, điều này luôn làm người ta nghĩ đến một tên tội phạm cực kỳ có kinh nghiệm, cũng không ai ngờ kẻ chính thức làm ra sự kiện như vậy chỉ là một sinh viên. Cũng không biết tên Phạm Tiến kia làm cục trưởng như thế nào. Giọng nói của Lãnh Băng Băng có chút khinh thường, người này đúng là quá vô dụng, lại bị một sinh viên cướp súng, đúng là xấu mặt cảnh sát. Đồng Giang cũng nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không phụ họa. Tuy trong lòng hắn cũng hiểu Phạm Tiến vô dụng, không xứng là cảnh sát, lại càng không xứng là cục trưởng được phân công quản lý khối trinh sát, nhưng hắn không phải là Lãnh Băng Băng, không có bối cảnh như nàng, vì vậy không dám nói bậy về Phạm Tiến, nếu không lời nói rơi vào tai đối phương sẽ gây ra phiền toái lớn. Nói tiếp đi, sao Lăng Lộ kia lại chạy đến tận đây bắt con tin? Lãnh Băng Băng nhanh chóng đưa sự việc quay về chính đề. Trên mặt Đồng Giang lộ ra nụ cười cổ quái. Người bị bắt làm con tin là một phụ nữ, tên là Trần Tư, 22 tuổi, thường gọi là Tư Tư, đi làm ở Tiếu Giai Nhân. Tiếu Giai Nhân sao? Lãnh Băng Băng cắt đứt lời Đồng Giang. Như vậy Trần Tư kia là một tiểu thư sao? Đúng vậy. Đồng Giang khẽ gật đầu, Tiếu Giai Nhân chính là một hộp đêm cũng khá nổi tiếng. Sau khi đêm Giai Nhân tắt tiếng thì Tiếu Giai Nhân đã phát triển mạnh mẽ. Nhưng Tiếu Giai Nhân này rốt cuộc có quan hệ với đêm Giai Nhân hay không, điều này vẫn tạm thời chưa xác minh được. Lăng Lộ bắt một tiểu thư làm gì? Lãnh Băng Băng cau mày hỏi. Vấn đến này, nếu nói thì rõ ràng là một bi kịch. Lời nói của Đồng Giang mang theo chút tiếc hận. Khi Lăng Lộ sinh nhật 20 thì có đến Tiếu Giai Nhân tìm một tiểu thư chúc mừng, vị tiểu thư kia chính là Trần Tư. Vài ngày trước Lăng Lộ đi kiểm tra và phát hiện mình bị ết, hắn cho rằng Trần Tư đã lây cho mình. Vì vậy quyết định kéo Trần Tư cùng chết. Ết sao? Vẻ mặt Lãnh Băng Băng có chút biến đổi. Lăng Lộ tự nói ra như vậy, nhưng Trần Tư kia không thừa nhận mình truyền ết cho hắn, cô ấy nói mình không mắc ết. Bây giờ chính cô ấy lại đang lo lắng Lăng Lộ lây bệnh cho chính mình. Đồng Giang nở nụ cười khổ. Tóm lại sự việc này rất khó tưởng, Lăng Lộ cướp súng của cục trưởng Phạm thật ra cũng chỉ vì xúc động nhất thời, hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ thành công. Nhưng sau khi cướp súng thì hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hắn dứt khoát cầm súng đến tìm Trần Tư, nghe nói hắn đã chờ trước cổng khu dân cư từ rất lâu, đợi đến khi cô gái kia ra khỏi cửa để đi làm và ra tay. Lãnh Băng Băng có chút mê hoặc. Nếu Lăng Lộ đã quyết định cùng chết với Trần Tư thì sao bây giờ lại bắt cóc con tin?
Cậu ta có súng trong tay, muốn giết Trần Tư thì rất dễ. Cậu ta đưa ra một yêu cầu. Đồng Giang lại cười khổ. Cậu ta muốn gặp một người. Người nào? Lãnh Băng Băng cũng không cảm thấy kỳ quái, tội phạm bắt cóc con tin thường đưa ra yêu cầu, bình thường đó đều là những ước vọng khó thể thực hiện. An Khả Khả. Giọng điệu của Đồng Giang có chút bất đắc dĩ. An Khả Khả sao? Lãnh Băng Băng có chút mê hoặc. Là ngôi sao kia sao? Đúng là cô ấy. Đồng Giang thở dài. Nghe nói tiểu tử lăng lộ này là fan hâm mộ của An Khả Khả, vì vậy nói trước khi chết muốn được gặp An Khả Khả, giống như chưa được nhìn thấy An Khả Khả thì không chịu thực hiện nguyện vọng. Đồng Giang dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Chúng tôi đã cho gọi An Khả Khả, cô ấy đang ở thành phố Giang Hải, cũng đã đồng ý, nhưng đến khi nào mới xuất hiện thì không biết rõ ràng. Lãnh Băng Băng khẽ vuốt cằm, đến bây giờ nàng đã biết được tình huống cơ bản. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là tội phạm bắt cóc con tin cũng không phải cùng hung cực ác. Điều này cũng có ý nghĩa rất lớn, dưới tình huống thông thường, tội phạm không hung ác sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng tội phạm này có ít, đây cũng là một phiền toái, vì tội phạm biết mình sẽ chê, điều này rất dễ gây ra cực đoan. Thực tế tình hình lúc này chính là một cực đoan của đối phương, nếu tiếp tục gặp kích thích thì sợ rằng sẽ giết hại người khác. Khi Đồng Giang nói rõ tình huống thì ba người đã lên đến lầu 3 khu dân cư, đây là một cao ốc 20 tầng, bên trên đã có không ít cảnh sát, lúc này Lâm Thành đang ép Trần Tư vào một góc hành lang, hắn cầm súng chĩa vào Trần Tư, đồng thời cũng dùng Trần Tư làm lá chắn, không cho cảnh sát cơ hội dùng súng. Ở gần khu dân cư này không có điểm cao để ngắm bắn, trước mắt cũng chỉ còn cách đợi An Khả Khả đến đây, để xem có thể khuyên lăng lộ buông súng hay không, nếu không thì con tin sẽ rất nguy hiểm. Đồng Giang khẽ nói. Lãnh Băng Băng không nói gì, nàng quay đầu nhìn sang Hạ Thiên nãy giờ vẫn không nói gì, nàng có chút chần chừ rồi hỏi. Cậu có biện pháp gì cứu người ra không? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, có gì mà tôi chẳng làm được, tất nhiên sẽ cứu được, đơn giản thôi. Hạ Thiên dùng giọng không chút do dự nói. Nhớ kỹ, không riêng gì cứu con tin, còn phải cố gắng không gây tổn thương cho tội phạm, có thể được không? Lãnh Băng Băng dùng giọng có chút lo lắng nói. Tên kia đã mắc bệnh ết, để cho hắn chết đi cũng tốt, cần gì phải không làm hắn tổn thương. Hạ Thiên không hiểu, thứ bệnh ết này rất phiền toái, hắn cũng chưa nắm chắc có trị được hay không, nhưng hắn cảm thấy loại người có ết nên lên dĩa là vừa. Lãnh Băng Băng còn chưa kịp trả lời thì lăng lộ ở bên kia đã giống lên. An Khả Khả, tôi muốn gặp An Khả Khả, An Khả Khả đâu? Có phải các người đang gạt tôi không? Lăng lộ. Cậu đừng nóng vội, An Khả Khả đang chạy đến, bây giờ là giờ cao điểm, vì vậy có kẹt xe. Tên cảnh sát phụ trách đàm phán vội vàng mở miệng trấn an lăng lộ. Câm mồm, tao không muốn nghe những lời nhảm nhí, tôi muốn được gặp An Khả Khả ngay lập tức. Tôi cho các người 3 phút, nếu trong vòng 3 phút tôi không được gặp An Khả Khả, tôi sẽ giết chết người này. Lăng lộ giống lên điên cuồng. Tên cảnh sát đang định mở lời thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói. Này! Chú muốn gặp An Khả Khả làm gì? Cô ta có xinh đẹp gì đâu? Tên cảnh sát nghe nói như vậy thì có chút tức giận, ai vậy? Đến đây quấy rối sao? Tên cảnh sát quay đầu định quát lên, nhưng khi thấy Hạ Thiên thì lời nói lên đến cuống họng phải nuốt về. Trong lòng hắn không hiểu nổi, vị thần nhân này đến đây từ khi nào? Tên cảnh sát nhìn quanh, hắn thấy được Lãnh Băng Băng, vì vậy mà cuối cùng cũng hiểu. Hèn gì Hạ Thiên kia xuất hiện ở đây? Thì ra đại mỹ nữ Lãnh Băng Băng đã đến. Khi thấy Lãnh Băng Băng không nói lời nào với hành vi của Hạ Thiên thì tên cảnh sát phụ trách đàm phán cũng không dám nói lời nào, dù sao nếu thật sự xảy ra chuyện thì hắn cũng không phải người gánh trách nhiệm. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện làm cho lăng lộ đang bắt cóc con tin phải giật mình, nhưng vài chục giây sau hắn đã giận tím mặt, hắn giống lên với Hạ Thiên. Nói cái gì vậy, An Khả Khả là xinh đẹp nhất. Chú có biết cách thưởng thức không? Như An Khả Khả mà là xinh đẹp nhất sao? Hạ Thiên bĩu môi. Chú xem, vợ cảnh sát tỷ tỷ mới gọi là xinh đẹp, so ra đẹp hơn An Khả Khả kia rất nhiều. Hạ Thiên vừa nói vừa chỉ vào Lãnh Băng Băng đứng cách đó không xa, đám cảnh sát cũng không nhịn được phải nhìn sang. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, lưu manh này có bệnh sao? Nói hắn đi cứu người thì bây giờ lại ăn nói linh tinh. Lăng lộ tất nhiên cũng nhìn về phía Lãnh Băng Băng, vẻ mặt hắn có chút ngây ngốc. Vẻ đẹp của Lãnh Băng Băng rõ ràng đã vượt qua dự liệu của hắn. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy, chưa nói đến vấn đề đây là một nữ cảnh sát.
nhưng có câu nói trong mắt người tình thì đối phương là Tây Thi, Lăng Lộ vẫn không thừa nhận Lãnh Băng Băng đẹp hơn An Khả Khả, vì vậy hắn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Mà đừng nói bậy bạ, An Khả Khả là xinh đẹp và thuần khiết nhất, cô ấy đóng phim cũng rất thuần khiết, thậm chí cũng không hôn ai, những ngôi sao như vậy rõ ràng đã sắp tuyệt chủng. Chú đúng là hết thuốc chữa, hèn gì mà bị ết. Hạ Thiên bĩu môi. Để tôi nói cho cậu biết, An Khả Khả đã từng yêu cầu được làm vợ tôi, nhưng tôi không đồng ý. Đám cảnh sát nghe nói như vậy thì vẻ mặt có chút cổ quái, người này dù tán gái siêu đẳng nhưng cũng đừng khoác lác như vậy chứ. An Khả Khả xin làm vợ hắn sao? Có chuyện này sao? Lãnh Băng Băng thì thầm mắng Hạ Thiên, lưu manh chết tiệt này sao biết cả An Khả Khả? Xem ra lưu manh khốn này quen biết khá nhiều phụ nữ đẹp rồi. Mày nói bậy. Lăng Lộ bị chọc tức. An Khả Khả sao có thể làm như vậy? Mày làm nhục An Khả Khả, tao sẽ giết mày. Này, ai làm nhục cô ta? Anh nói sự thật, không tin chú có thể hỏi An Khả Khả. Hạ Thiên có chút bất mãn. Còn nữa, đừng tưởng có ít là ngon, anh sẽ xử lý chú. Bây giờ tao xử lý mày trước. Lăng Lộ đột nhiên cầm súng chĩa về phía Hạ Thiên, sau đó tức giận bóp cò. Tên khốn này dám sỉ nhục nữ thần trong lòng hắn, đúng là khó thể tha thứ. Chú ý! Đám cảnh sát không khỏi la lên. Lãnh Băng Băng cũng không tự chủ được phải căng thẳng, dù nàng biết năng lực của Hạ Thiên, Lăng Lộ khó thể làm bị thương hắn, nhưng nàng vẫn căng thẳng. Á! Một tiếng thét kinh hãi vang lên ở lối vào cầu thang, một thiếu nữ xinh đẹp chợt xuất hiện. Chương 389, đùa chết không bằng chết sớm một chút. Thiếu nữ xinh đẹp này chính là ngôi sao An Khả Khả gần đây đang ở trên vinh quang tột đỉnh. Bây giờ An Khả Khả đã 17 tuổi, nàng phát triển từ rất sớm, 10 năm trước nàng đã là một ngôi sao nhí, dần dần nàng cũng dần biểu hiện hình tượng ngôi sao thanh khiết trước mặt mọi người. Hơn nữa nàng cũng đóng khá nhiều phim, mọi người lại rất yêu mến, vì vậy trước nay nàng có rất nhiều fan hâm mộ, dù già trẻ gì cũng có. Thật ra trước kia An Khả Khả cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng, nhưng chỉ là khá nổi tiếng mà thôi. Nhưng khoảng thời gian gần đây An Khả Khả có thể nói là nổi như cồn, nghe nói mỗi ngày đều nhận được vô số lời hẹn, mà tin tức về nàng cũng tràn ngập khắp chốn, nói chung thì bất kỳ chỗ nào cũng có thể thấy cái tên An Khả Khả. Nếu xem xét nguyên nhân thì có liên quan đến sự kiện gần đây An Khả Khả làm người đại diện cho sản phẩm mỹ phẩm của tập đoàn Thiên Nam. Hiện nay nhóm mỹ phẩm tiểu mỹ nhân ngày càng được ưa chuộng. Hầu như bán hết sạch chỉ trong thời gian ngắn, vì vậy mà một người phát ngôn như An Khả Khả cũng ngày càng nổi tiếng. Mặt khác cũng vì có người lăng xê cho An Khả Khả, còn vì sao lại lăng xê nàng, điều này thì khó thể biết. Nói tóm lại thì lúc này An Khả Khả đang vinh quang tột đỉnh, đã thật sự trở thành ngôi sao lớn trong nước. Nhưng danh tiếng của An Khả Khả gần đây tuy rất lớn nhưng vẫn chưa được nâng giá cao. Điều này cũng dễ nhận biết, sau khi cảnh sát phân cục quận Đông điện thoại thì nàng lập tức đồng ý đến đây. Nếu là ngôi sao khác thì sợ rằng sẽ không nhúng tay vào, dù sao thì những ngôi sao kia cũng muốn bày ra tác phong đáng ghê tởm của mình. Tất nhiên An Khả Khả sẽ không đến một mình, cùng đi với nàng có người đại diện Trần Di, còn có cả hai vệ sĩ. Thật ra trước đó bên cạnh An Khả Khả không có vệ sĩ, nhưng gần đây Trần Di cảm thấy An Khả Khả ngày càng mất an toàn, vì vậy mới tìm hai vệ sĩ. Dù sao bây giờ An Khả Khả cũng đã ký được hợp đồng lớn, không thiếu chút tiền thuê hai vệ sĩ. An Khả Khả vừa lên đến hiện trường thì nhìn thấy Lăng Lộ dùng súng chĩa vào Hạ Thiên, ngay sau đó nàng không tự chủ được phải thét lên. Tiếng súng không vang lên, Lăng Lộ là sinh viên chưa bao giờ dùng súng, bây giờ hắn muốn nổi súng bắn Hạ Thiên thì rõ ràng là rất hoang đường. Tuy người này còn chưa ngốc đến mức không biết mở chốt an toàn, hưng hắn vừa bóp cò thì cảm thấy sức lực toàn thân mất đi như tháo nước, căn bản không còn sức để bóp cò. Một giây sau Lăng Lộ đã không còn sức để cầm súng, hắn khẽ buông tay. Khẩu súng rơi xuống đất. Hạ Thiên tùy ý vươn tay ra chụp lấy khẩu súng, sau đó hắn tùy tiện quăng ra, khẩu súng bay đến bên cạnh Lãnh Băng Băng, hắn nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, trước tiên đưa súng cho chị. Trước kia đám cảnh sát phân cục quận Đông còn chưa biết Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại, chẳng qua chỉ nghe nói hắn rất mạnh, nhưng rốt cuộc là mạnh thế nào thì bọn họ không biết. Lúc này bọn họ đã biết đối phương châu chó thế nào, hèn gì có thể thu phục được một đại mỹ nữ như Lãnh Băng Băng. Nghĩ lại thì thấy sự tương phản rõ ràng, trước đó đám cảnh sát mất khá nhiều công sức đàm phán với Lăng Lộ, nhưng chẳng có bất kỳ tiến triển nào. Bây giờ Hạ Thiên vừa ra tay thì cướp được súng của đối phương, như vậy còn ai không nói tên này không mạnh. Mọi người thầm cảm thán,
nếu sớm biết Hạ Thiên có thể đơn giản giải quyết sự việc thì bọn họ sẽ liều mạng đánh thức Lãnh Băng Băng, như vậy bọn họ sẽ không vất vả như lúc này. Đáng lý theo lẽ thông thường, tội phạm bị tước súng, đám cảnh sát phải tiến lên khống chế. Nhưng lúc này bọn họ giống như xem mình là người thường, vẫn đứng ngây người xem xét tình hình, giống như chỉ có Hạ Thiên là cảnh sát. Lúc này Hạ Thiên cũng động, hắn khẽ vươn tay chụp lấy áo của người phụ nữ Trần Tư, sau đó ném về phía Lãnh Băng Băng, đồng thời còn nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, trước tiên tôi cũng giao con, gà, này cho chị. Trần Tư bị ném mà cảm thấy chóng mặt, trong lòng cũng thầm bi phẫn. Gà thì sao, nàng cũng là người tự lực cánh sinh phấn đấu gian khổ, là một nghề nghiệp cần có thể lực và kỹ thuật, nếu không thì sao có thể sống đến bây giờ. Lãnh Băng Băng nghe vậy cũng dở khóc dở cười, lưu manh này sao lại nói chuyện khó nghe như vậy. Dù người ta là tiểu thư thì cũng đừng gọi là gà chứ. Nhưng Hạ Thiên lại nói một câu sau làm Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã tan vỡ. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tên khốn này đã mắc bệnh ết, cho hắn chết luôn được không? Lãnh Băng Băng còn chưa trả lời thì Hạ Thiên đã nói với Lăng Lộ. Này, nếu chú muốn chết thì tranh thủ thời gian mà nhảy lầu đi, như vậy anh sẽ không động đến chú, dù sao chú cũng chết, chết muộn không bằng chết sớm một chút. Này, cậu đừng quấy rối. Lãnh Băng Băng tức giận hô lên một câu, đồng thời nàng cũng phân phó cảnh sát ở bên cạnh. Tiến lên bắt Lăng Lộ. Vâng, cục trưởng. Đồng Giang và một tên cảnh sát khác vội vàng chạy lên. Nhưng khi hai người Đồng Giang còn chưa kịp chạy lên thì Lăng Lộ đã đánh về phía Hạ Thiên, đồng thời còn quát lớn. Thằng khốn nạn, ông chết cũng kéo mày theo. Lăng Lộ đấm về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên chỉ vung tay một cách hời hợt đã chụp lấy cổ tay đối phương, khi chuẩn bị ném đối phương ra thì hắn đột nhiên ổ lên kinh ngạc. Này, chú không có bệnh ết, sao chú lại cứ khăng khăng mình bị ết? Đầu óc chú có vấn đề sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Lăng Lộ, chẳng lẽ không bị ết thì không vui sao? Nếu không thì vì sao người này cứ khăng khăng mình bị ết? Mày nói bậy bạ gì vậy? Tao có bệnh ết. Lăng Lộ giận dữ hét lên. Ết cái đầu chú. Hạ Thiên bĩu môi, hắn phất tay ném Lăng Lộ về phía Đồng Giang. Các anh cẩn thận một chút, đầu óc của chú em này có vấn đề, rõ ràng không bị ết mà cứ khăng khăng nhận mình có bệnh, đúng là đầu óc hỏng mất rồi. Mày nói bậy. Mày không phải là bác sĩ, bệnh viện đã nói tao bị ết, nhất định là con khốn kia truyền cho tao. Lăng Lộ gào lên hổn hển. Tôi không bị ết. Tiểu tư Trần Tư kia cũng không nhịn được phải phản bác, tên đáng chết kia đúng là, chưa nói đến vấn đề công phu trên giường không cao, bây giờ còn vu oan cho nàng bị ết. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, như vậy nàng còn có thể, nằm ngửa nằm nghiêng cũng có tiền, sao? Thôi được rồi, mang người đi. Lãnh Băng Băng cũng không kiên nhẫn nhìn trò khôi hài này, sau đó nàng đi đến bên cạnh Hạ Thiên hỏi. Cậu ta thật sự không bị ết sao? Không có gì, toàn thân không có bệnh, căn bản là bình thường. Hạ Thiên gật đầu nói. Nhưng tôi thấy đầu óc của hắn có vấn đề. Lãnh Băng Băng hướng về phía Đồng Giang phân phó một câu. Trước tiên đưa cậu ta đến bệnh viện, làm kiểm tra ết, trước khi có kết quả thì vẫn giữ lại, không cho tiếp xúc với người khác. Vâng. Cục trưởng. Đồng Giang vội vàng gật đầu. Được rồi, thủ đội, tất cả mọi người đã lâu không được nghỉ ngơi, bây giờ nên nghỉ ngơi. Lãnh Băng Băng tiếp tục nói. Mọi người nghe nói như vậy thì cực kỳ vui sướng, cuối cùng cũng có thể bỏ gông ra khỏi người. Tên Phạm Tiến kia đúng là loại người chết tiệt, đúng là chỉ biết làm hại kẻ khác, bọn họ đã không được ngủ từ tối qua đến bây giờ. Đúng là không có mắt, An Khả Khả thì có gì là đẹp, vợ cảnh sát tỷ tỷ mới xinh đẹp nhất. Hạ Thiên lầm bầm. Lãnh Băng Băng không nhịn được phải trừng mắt với Hạ Thiên. Cậu không nói cũng không ai nói mình câm. Anh nói gì? LC này âm thanh của An Khả Khả lại vang lên, đối tượng của nàng là Lăng Lộ nhưng ánh mắt có chút mất tự nhiên, rõ ràng nàng cảm thấy sợ hãi vì bộ dạng điên cuồng của đối phương. An Khả Khả nói như vậy giống như có ma lực, Lăng Lộ lập tức trở lại bình thường trong lúc điên cuồng. Hắn dùng ánh mắt si ngốc nhìn nàng, sau đó lại chảy nước mắt. Hắn thì thào. An Khả Khả nói chuyện với mình, An Khả Khả cuối cùng cũng nói chuyện với mình. Mang người đi. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy đàn ông như vậy quá vô dụng, nếu là Hạ Thiên thì chắc chắn đã trực tiếp chạy đến cướp An Khả Khả. Tuy nàng cảm thấy cách làm của Lưu Manh là không đúng, nhưng ít nhất cũng mạnh mẽ hơn so với Lăng Lộ. Cũng may lúc này Lăng Lộ đã không còn nổi điên, hắn để mặc cho hai cảnh sát kéo đi.
An tiểu thư, cảm ơn cô đã hợp tác với cảnh sát chúng tôi. Lãnh Băng Băng đến chào hỏi An Khả Khả, tuy cuối cùng An Khả Khả không giúp được gì, nhưng bây giờ người ta đã đến, Lãnh Băng Băng cần phải tỏ lòng biết ơn. Chị không nên khách khí, đây là việc tôi cần làm. An Khả Khả cười ngọt ngào, nụ cười làm cho không ít cảnh sát ở bên cạnh phải lắc mắt. An tiểu thư, nếu không có gì thì tôi đưa mọi người về. Lãnh Băng Băng trầm ngâm một chút rồi nói. Không cần, cảnh sát Lãnh, chính tôi trở về là được, không làm phiền chị. An Khả Khả lắc đầu nói. Được rồi, dù là thế nào thì cảnh sát chúng tôi cũng cần phải cảm ơn An tiểu thư đã đến đây trợ giúp. Lãnh Băng Băng cũng không cưỡng ép, nàng biết An Khả Khả cũng có lái xe riêng, cũng không cần nàng đưa về. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên kéo Lãnh Băng Băng đi, hắn không có hứng ở đây. Này, chờ chút. An Khả Khả vội vàng hô lên. Hạ Thiên không có phản ứng, Lãnh Băng Băng lại có chút kỳ quái, An Khả Khả gọi ai vậy? Hạ Thiên, anh đứng lại cho tôi. An Khả Khả đột nhiên tức giận hô lớn. Lúc này Hạ Thiên mới đứng lại, hắn quay đầu nhìn An Khả Khả, có chút buồn bực. Này, cô gọi tôi làm gì? Anh còn hỏi nữa sao? An Khả Khả có chút tức giận. Xem ra vài ngày nay nàng cũng đỡ hơn trước đây, lúc này gương mặt đẹp vì tức giận mà có chút tức giận, cũng có thêm chút kiểu diễm động lòng người. Sao tôi biết cô có ý gì? Hạ Thiên có chút bất mãn. Tôi không biết cô. Anh. An Khả Khả lập tức bị chọc tức, sau đó nàng ra vẻ như sắp khóc đến nơi. Sao anh không biết chịu trách nhiệm? Chương 390, bao ngôi sao? Lời nói của An Khả Khả đúng là quá kinh người. Khoảnh khắc này đám cảnh sát còn chưa bỏ đi lập tức nhìn Hạ Thiên và An Khả Khả bằng ánh mắt mập mờ, một người phụ nữ nói một người đàn ông không chịu trách nhiệm, mỗi người không ngu đều biết đó là gì. Lúc này có người nhớ đến câu nói trước đó của Hạ Thiên, cái gì là An Khả Khả cầu xin được làm vợ của hắn. Khi đó mọi người còn không tin, nhưng bây giờ ai cũng bán tín bán nghi. Lãnh Băng Băng thì trừng mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, lưu manh chết tiệt này còn lăng nhăng với cả An Khả Khả. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn một người, tất nhiên không phải là Lãnh Băng Băng, mà là An Khả Khả. Này, đừng tưởng mình là phụ nữ thì nói sao cũng được nhé. Tôi làm gì cô, sao cô bảo tôi không chịu trách nhiệm? Vợ cảnh sát tỷ tỷ biết rõ tôi là đàn ông biết chịu trách nhiệm nhất trên đời. Cậu đừng nhắc đến tôi. Lãnh Băng Băng tức giận nói, lưu manh này đúng là đáng chết. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, thật ra tôi không có liên quan đến An Khả Khả này. Cô ấy cầu xin làm vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ không đồng ý. Sao tôi có ánh mắt kém cỏi như vậy được? Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Anh đúng là tên khốn kiếp, rõ ràng chưa có được sự đồng ý của tôi, vậy mà dám tuyên bố tôi là người của anh. Bây giờ anh không thừa nhận thì cũng chẳng sao, hơn nữa còn nói ngược lại, nói tôi cầu xin làm vợ anh đúng là loại khốn nạn. An Khả Khả chính thức bị chọc giận, bộ dạng giống như sắp phát khóc. Điều này làm cho người ta cảm thấy khó chịu, đúng là không biết chịu trách nhiệm. Tôi là đại lưu manh, không phải loại khốn nạn. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn An Khả Khả. Cô đừng bịa đặt, tôi tuyên bố cô là vợ khi nào. Cô cũng đừng làm tổn hại danh dự của tôi. Anh! An Khả Khả trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng thở phì phò nói. Hạ Thiên, anh là loại khốn nạn, tôi ghét anh. Cô đã ghét tôi thì tốt quá. Hạ Thiên tỏ ra rất vui sướng. Nếu cô đã ghét tôi, vậy sau này sẽ không cầu xin làm vợ tôi nữa chứ? Anh! An Khả Khả trở nên lắp bắp, nàng thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đi thôi, cô đừng đi theo tôi, nếu không tôi sẽ đánh người. Hạ Thiên nói với An Khả Khả, sau đó hắn kéo Lãnh Băng Băng bước đi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta về nhà thôi. Lần này Hạ Thiên cũng không quan tâm đến An Khả Khả. Hắn kéo Lãnh Băng Băng đi, hai người nhanh chóng biến mất. Cuối cùng cậu có chuyện gì với An Khả Khả? Lãnh Băng Băng đi xuống dưới lầu thì nhìn không được phải hỏi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sức quyến rũ của tôi quá lớn, vì vậy mà An Khả Khả cứ quấn lấy không buông. Nhưng tôi không thích cô ấy, rõ ràng cô ấy không đẹp. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng sinh ra cảm xúc muốn đánh Hạ Thiên một trận, người này đúng là tự kỷ hết thuốc chữa rồi. Lãnh Băng Băng vốn cũng có chút hiếu kỳ nhưng bây giờ lại chẳng buồn hỏi, nàng chỉ nói với Hạ Thiên. Tôi còn phải quay về cục cảnh sát, cậu cũng đừng đi theo, tôi có việc cần làm. Không sao, tôi cũng không có gì. Hạ Thiên vội vàng nói.
Tôi biết cậu không có việc gì làm, nhưng tôi có việc bận. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cảnh sát tỷ tỷ, như vậy chỉ cứ làm việc, tôi sẽ ở bên cạnh xem, tôi không ngại. Hạ Thiên ra vẻ rất độ lượng. Lãnh Băng Băng có chút tan vỡ. Có cậu ở bên cạnh tôi không thể làm việc được. Sao lại như vậy? Hạ Thiên rất khó hiểu, hắn lầm bầm. Chẳng lẽ vợ cảnh sát tỷ tỷ thấy mình thì tâm tình bất định? Có lẽ là như vậy, vợ cảnh sát tỷ tỷ thật sự yêu mình. Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã tan vỡ, lưu manh này đúng là tự kỷ điên cuồng, chỉ có quỷ mới yêu hắn. Nhưng Lãnh Băng Băng không thừa nhận cũng không được, khi có Hạ Thiên ở bên cạnh thì nàng thường tâm tình bất định. Tất nhiên nguyên nhân lớn nhất chính là tên khốn này ở bên cạnh luôn tìm cách sàm sỡ với nàng, vì vậy mà làm cho nàng khó thể tập trung được. Tóm lại cậu đừng đi đến cục cảnh sát, nếu khi nào tôi rảnh thì sẽ điện thoại cho cậu, được chưa? Giọng nói của Lãnh Băng Băng rất nhu hòa, đúng là không có biện pháp, lần này coi như nàng phải dùng biện pháp tấn công dịu dàng. Được rồi, vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi sẽ chờ điện thoại của chị. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý, sau đó hắn vung tay kéo Lãnh Băng Băng vào lòng. Trước tiên hôn cái đã. Đừng. Lãnh Băng Băng đang định kháng nghị, nhưng nàng chỉ kịp nói một chữ, sau đó nàng cảm thấy cặp môi bị chặn, đúng lúc này thì thang máy mở cửa. Có rất nhiều người thấy tình cảnh, nóng bỏng, này. Lãnh Băng Băng vừa đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Hạ Thiên, đồng thời trong lòng cũng mắng lớn, lưu manh này có thể giảm bớt những hành động trước mặt mọi người thế này được không? An Khả Khả trở về khách sạn, bộ dạng vẫn thở phì phò. Đánh chết ngươi, đánh chết quân khốn nạn, tức chết được. An Khả Khả cầm lấy gối trên giường đập mạnh xuống, rõ ràng nàng đã coi cái giường là Hạ Thiên. Khả Khả, em tức giận như vậy làm gì? Giọng điệu có chút trêu tức của Trần Di vang lên. Chẳng lẽ em thật sự nghĩ mình là phụ nữ của Hạ Thần Y kia sao? Em cũng đừng quên, cậu ta có rất nhiều vợ, ngoài chị Diệp ở tập đoàn Thiên Nam, hôm nay chúng ta còn nhìn thấy nữ cảnh sát kia có quan hệ mật thiết với cậu ấy. Hơn nữa tôi còn nghe nói cậu ấy là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều. Chỉ có quỷ mới muốn làm phụ nữ của hắn. An Khả Khả căm giận nói. Nhưng tên khốn này quá đáng giận, mời đến cũng không nói lời nào. Hơn nữa còn nói tôi phải cầu xin làm vợ anh ta, đúng là trước chết em. Em là một ngôi sao xinh đẹp, sao lại không xứng với anh ta? Khả khả, thật ra sự việc này có chút kỳ quái, chúng ta cũng chưa từng nghe nói Hạ Thần Y tự nhận em là người của cậu ấy, nhưng cũng không biết vì sao trong giới giải trí có tin đồn này. Người nào cũng nói em là người của một đại nhân vật, mà đại nhân vật đó chính là Hạ Thần Y. Trần Di nhìn An Khả Khả, nàng khẽ thở dài. Khả khả. Chị nói thật với em cũng đừng cảm thấy khó chịu. Tuy bây giờ em là ngôi sao hạng nhất, nhưng trong mắt người ta thì em làm sao có thể so sánh với một Diệp tiểu thư vừa xinh đẹp vừa giàu có. Hạ Thần Y có một người vợ như Diệp tiểu thư, như vậy cậu ấy cũng chưa hẳn. Trần Di không nói thêm nhưng An Khả Khả không ngốc, sự thật đúng là như vậy, dù nàng hào quang vô hạn nhưng không thể bằng một góc của Diệp Mộng Oánh. Đúng như những gì Trần Di đã nói, Hạ Thiên có Diệp Mộng Oánh. Hắn chưa chắc sẽ vừa ý nàng. Chị Di, chẳng lẽ tên khốn kia thật sự không nói dối, hắn thật sự không nói qua những lời này. Vẻ mặt An Khả Khả có chút mất tự nhiên. Nếu là như vậy thì tại sao lại có những lời đồn đãi kia? Thậm chí đám đạo diễn dê xồm kia thấy em cũng rất khách khí. Tình huống cụ thể thì chị không biết, nhưng trong chuyện này nhất định có gì đó chúng ta không biết. Trần Di cũng có chút mê hoặc. Nhưng này... Khả khả, điều này đối với em là chuyện tốt tuyệt đối. Chị Di, bây giờ em đã là tình nhân được trai bao trong mắt người khác, đây là chuyện tốt sao? An Khả Khả căm giận nói. Khả khả, sao em không nghĩ rằng, nếu không phải như vậy thì em sẽ thật sự trở thành một tình nhân của đạo diễn dê xồm nào đó? Trần Di dùng giọng thấm thía nói. Chị và em đều biết rõ đám người làm giải trí, nếu muốn mình được sạch sẽ là không dễ, bây giờ em chỉ gánh một cái thanh danh. Thực tế cũng không mất đi thứ gì, điều này rõ ràng là chuyện tốt với em. An Khả Khả trầm mặc một lúc, cuối cùng nàng cũng không phục nói. Chị Di, em nghe nói Triệu Vũ Cơ không có bối cảnh nhưng bây giờ nàng vẫn trong sạch, chưa có người nào sàm sỡ với cô ấy. Hừ, Khả Khả, em đừng nói lung tung. Vẻ mặt Trần Di chợt biến đổi, nàng dựng ngón tay giữa nói. Chị đã nói với em, người ta có bối cảnh lớn. Khi mới tiến vào ngành giải trí cũng có không ít người nói ra nguyên tắc ngầm, nhưng đám người kia đều trực tiếp biến mất trên thế gian, không rõ sống chết, không thể tìm ra. Sao? An Khả Khả chợt ngẩn ngơ,
nàng không nói nên lời. Được rồi, Khả Khả, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tóm lại, bây giờ em nghe lời chị, sau này em cứ coi tin đồn như thật, dù là Hạ Thần Y có thừa nhận hay không cũng chẳng sao. Chị đã nghe ngóng rồi, Hạ Thần Y có thế lực rất lớn ở thành phố Giang Hải, sau này em chỉ cần đừng rời khỏi Giang Hải, sẽ không ai động đến em. Trần Di An ủi An Khả Khả. Nhưng tên khốn kia cực kỳ đáng ghét. An Khả Khả thở phì phò nói. Mỗi lần hắn ta nhìn thấy em thì giống như hận không thể tránh mặt cho nhanh, em xấu như vậy sao? Còn nói em không đẹp bằng nữ cảnh sát kia, chẳng phải nữ cảnh sát kia chỉ có bộ ngực to hơn em một chút, chân dài hơn em một chút thôi sao? Em có làn da đẹp hơn. Trần Di đột nhiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn An Khả Khả, một lúc lâu sau nàng nói. Khả Khả, em đừng nói mình thầm yêu Hạ Thần Y đấy nhé. Sao? An Khả Khả chợt sững sờ, sau đó nàng phủ nhận ngay. Chị Di, chị đừng nói lung tung, sao em có thể thích tên khốn nạn kia? Em nhìn thấy hắn thì đã nổi điên lên rồi. Thật ra em yêu cậu ấy cũng chỉ là chuyện bình thường, trước đây cậu ta đã cứu em 2 lần, lần đầu trong tay bọn cướp, lần thứ 2 đã chữa trị cho gương mặt của em. Hơn nữa bây giờ gương mặt em lại ngày càng đẹp hơn. Trần Di nhìn An Khả Khả, trên mặt là nụ cười chọc tức. Chị Di, nếu chị còn nói lung tung em sẽ giận đấy. An Khả Khả hờn dỗi, gương mặt cũng đỏ lên. Được rồi, chị không nói nữa, nhưng nếu em thật sự yêu mến Hạ Thần Y thì phải chuẩn bị tâm lý, đối thủ cạnh tranh của em có rất nhiều và rất mạnh. Trần Di cười hì hì nói. Chị Di, em thật sự nổi giận rồi. An Khả Khả trừng mắt nhìn Trần Di. Trần Di khẽ cười, nàng cũng không nói gì. Chỉ cần nhìn bộ dạng của An Khả Khả thì rõ ràng đã có nửa phần chú ý đến Hạ Thiên. Khoảnh khắc này Hạ Thiên cũng đã về đến khu danh điển, hắn đi đến trước cửa phòng của Liễu Vân Mạn, sau đó nhấn chuông. Liễu Vân Mạn mở cửa, Hạ Thiên đi vào, sau đó hắn phát hiện có một người đàn ông trong phòng khách, mà người đàn ông này thấy mặt hắn thì lập tức quỳ xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 390.